Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 148. Cái này, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy xa xa tất cả, cũng là trong lòng run lên, chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê. Vô Trần Thiên Khuyết vị trí, làm nhân tộc tu sĩ tới gần thời khắc, đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, một mảnh không rõ lôi điện biển xuất hiện, đem hàng trăm hàng ngàn người lồng chụp vào trong. Ngay sau đó, một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên vang lên, lôi điện hải bên trong, lần lượt từng bóng người nổ tung, hóa thành vô số xương máu lượn lờ. Chờ đợi mấy hơi thở thời gian, những cái kia nổ tung đại đế cảnh tu sĩ, không có một cái nào sống sót. Cái kia nhưng đều là đại đế cảnh tu sĩ a, vậy mà thực liền lôi điện đều không chịu nổi, toàn bộ bỏ mình. Đám người không tin mình nhìn thấy một màn, nhưng mà đây chính là sự thật, hơn ngàn đại đế cảnh cường giả, không ai sống sót. Cho dù là tới gần lôi điện biển một số người, cũng bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, bọn họ tất cả đều lộ ra đờ đẫn bộ dáng, hiển nhiên cũng bị tình cảnh vừa nãy dọa sợ. Đột nhiên này xuất hiện thiểm điện, vậy mà đáng sợ như thế. Nếu như bọn họ sớm một hơi thời gian xông đi vào, đoán chừng chết chính là bọn họ. Tê chỉ chốc lát sau, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, nhìn qua Vô Trần Thiên Khuyết vị trí, tràn đầy vẻ kính sợ. Trong lúc nhất thời, không có người nào dám lên trước. Lão Tam, may mắn ngươi kéo lại ta. Nam Cung Tiêu Tiêu lộ ra một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, mặc dù hắn xông đi lên chưa chắc sẽ chết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ một chút vết thương nhẹ. Tiêu Phàm không nói, trong mắt của hắn biến thành màu máu, nhìn chằm chằm nơi xa, chỉ thấy từng đạo huyết vụ hướng về Vô Trần Thiên Khuyết các nơi bay đi, lúc này liền không thấy bóng dáng. Hơn ngàn cái đại đế cảnh khí số, cứ như vậy bị thôn phệ. Hơn nữa ngay cả mạng thạch đô không lưu lại, Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi hết sức. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, Vô Trần Thiên Khuyết giết 1000 đại đế cường giả thì cũng thôi đi. Vậy mà còn đang thôn phệ bọn họ khí số, tựa như tất cả những thứ này sớm có dự mưu một dạng. Ý nghĩ vừa dứt, đột nhiên, Vô Trần Thiên Khuyết bên trong dị biến lại xảy ra, lại là nhìn thấy đủ loại thần quang, vô tận tử tiêu phóng lên tận trời, thụy khí bừng bừng, hào quang vạn đạo, đem cả tòa cung điện chiếu sáng thông minh thánh khiết. Đi, giờ khắc này, Tiêu Phàm không chút do dự dắt lấy Nam Cung Tiêu Tiêu, khẽ quát một tiếng, cực tốc hướng về Vô Trần Thiên Khuyết bay đi. Hoàng Bằng cũng kịp phản ứng, chờ Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên trước tiên đi theo. Những người khác vẫn như cũ còn chấn kinh mới vừa rồi lôi điện biển miểu sát hơn ngàn đại đế cảnh tu sĩ bên trong, căn bản không lấy lại tinh thần, coi như lấy lại tinh thần, đoán chừng cũng không mấy người dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai cái thời gian hô hấp, Tiêu Phàm mấy người liền vượt qua phía trước nhất đám người, cực tốc lướt về phía Vô Trần Thiên Khuyết, trong nháy mắt. Mấy người liền cảm giác mình xông phá một đạo vô hình năng lượng va chạm, sau đó một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ bản thân. Lão nhị, Tiêu Phàm quay người nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm sắc mặt bỗng biến đổi, vừa mới còn ở bên cạnh hắn Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà không thấy bóng dáng. Hơn nữa không chỉ Nam Cung Tiêu Tiêu, ngay cả Quan Tiểu Thất, Chiến Hoàng Thiên cùng Hoang Bằng, cũng đều biến mất hết không gặp. Cái kia bình chướng vô hình là một cái tùy cơ truyền tống trận trận. Tiêu Phàm hiểu được, nhóm người mình đều bị truyền tống tách ra. Thở sâu, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, bắt đầu đánh giá bốn phía. Mấy tức trước đó, ngoại giới đám người nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ cực tốc phóng tới Vô Trần Thiên Khuyết, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm cử động của bọn hắn, không thể nghi ngờ là muốn chết vô nhị. Nhưng mà... Làm Tiêu Phàm bóng dáng của bọn hắn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người lúc, bọn họ sắc mặt bỗng đại biến. Bọn họ tiến vào, có người hoảng sợ nói, trợn to hai mắt lộ ra không thể tin. Chỉ một thoáng, những người khác cũng phản ứng tới, chỗ nào còn sẽ chần chờ, tất cả đều uống liền sữa khí lực đều lấy ra, liều mạng xông vào bên trong Vô Trần Thiên Khuyết. Một phương khác, Tiêu Phàm phát hiện chỗ ở mình địa phương, chính là một chỗ hùng vĩ sơn mạch bên trong. Sơn mạch giống như thương long đồng dạng leo lên ở đại địa phía trên, lộ ra một loại cổ lão khí tức bàng bạc. Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, tựa như ngửi được một loại không giống nhau khí tức, lắp bắp nói, loại khí tức này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội,
lại là phát hiện bạch sắc thạch đầu đột nhiên phát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như ở chỉ dẫn một chỗ nào đó. Ta ngược lại thật ra quên, có người ở, ta có thể thì tương đương với nắm giữ một cái máy gian lận. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Bạch sắc thạch đầu thế nhưng là tầm bảo lợi khí, cho dù là ẩn núp bảo tàng, cũng chạy không thoát nó bắt. Tiêu Phàm có thể bây giờ thành tựu, có thể cùng đá màu trắng tầm bảo năng lực không phân ra. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một cước phóng ra, mặc dù nhìn như tại hành tẩu, lại nhanh đến mức cực hạn, một bước vài dặm khoảng cách, dường như xúc địa thành thốn. Ta hiểu được, đây là nguyên khí khí tức. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn rốt cục nhớ tới trong không khí loại này khí tức quen thuộc, quả thực cùng cướp đoạt cái kia tiên thiên nguyên khí chỉ giống như đúc. Tiêu Phàm thể nội, bạch sắc thạch đầu phát ra quang mang cũng càng ngày càng hừng hực, làm Tiêu Phàm dừng lại đến cực điểm, quang mang cũng đạt tới sáng nhất cấp độ. Ngay ở chỗ này, Tiêu Phàm nhìn chung quanh, vẫn là chạy dài dãy núi, trừ bỏ cổ lâm, không có cái gì. Lúc này, Tiêu Phàm con ngươi nhìn về phía dưới, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhếch miệng cười nói, nếu như nơi này có đồ vật, vậy cũng chỉ có thể trong lòng đất, nguyên khí tồn tại địa ngọn nguồn, kia hẳn là nguyên thạch, hoặc là nguyên tinh. Ngay sau đó Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu, hy vọng không phải phá nguyên thạch, tối thiểu nhất cũng phải là nguyên tinh. Dù sao, lấy hắn trạng huống hôm nay, một dạng nguyên thạch vẫn như cũ không đầy đủ nhường hắn nhắc tới lấy khí số tu luyện. Xòe bàn tay ra, Tiêu Phàm lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chuôi tím trường kiếm màu đỏ ngòm, từng đạo kiếm khí bén nhọn phun ra, hắn chậm rãi nâng lên cầm kiếm tay phải, chuẩn bị một kiếm bổ ra dãy núi này. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, lại là sơn mạch bên trong, bỗng bắn ra ba đạo lợi mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa đánh bất ngờ, góc độ xảo trá, phong bế hắn ba đầu đường lui, để Tiêu Phàm một trận kinh hãi. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, phản ứng cũng cực nhanh, xảo diệu tránh thoát ba đạo kia lăng lệ công kích, thân thể cũng lui về phía sau vài dặm. Khi hắn ổn định thân hình hướng phía trước nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy ba bóng người cầm kiếm mà đứng, đem hắn vây ở trung ương. Ba người thần sắc chất phác, con người băng lãnh không có một chút tình cảm, ba cỗ khí tức cường đại tập trung vào Tiêu Phàm, không cho Tiêu Phàm đào thoát. Các ngươi là ai? Tiêu Phàm nhìn thấy ba người kia thời khắc, không khỏi nhíu mày. Bản thân có vẻ như không có đắc tội bọn họ à, bọn họ tại sao sẽ đột nhiên ra tay với mình đây? Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua ba người này con mắt, biến sắc, kinh ngạc nhìn bọn họ nói các ngươi không phải người. Lời còn chưa dứt, ba người xuất thủ lần nữa, căn bản không có nói nhảm với hắn ý nghĩa, bọn họ chỉ muốn giết hắn mà thôi. Hảo một cái vô trần thiên khuyết, có ý tứ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không có sợ hãi chút nào, ngược lại cầm kiếm nghênh đón. Bang bang, hư không truyền đến từng đợt va chạm kịch liệt thanh âm, mấy đạo tàn ảnh tại hư không nhanh chóng lấp lóe, từ một ngọn núi đánh tới một ngọn núi khác. Quỷ dị chính là, mảnh không gian này cực kỳ củng cố, vậy mà không có băng liệt hiện tượng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm từ ba bóng người trong vây công vọt ra, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đại đế cảnh hậu kỳ thần điêu, vậy mà so thông thường đại đế cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn mấy phần. Tiêu Phàm trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Không sai, trước mắt ba người này, cũng không phải là chân nhân, mà là thần điêu. Ngay từ đầu Tiêu Phàm cũng không nhìn ra, thẳng đến nhìn thấy bọn họ cái kia vô thần con ngươi lúc, Tiêu Phàm mới cảm nhận được ba trên người thần văn chấn động. Lại liên tưởng đến vô trần thiên cung, Tiêu Phàm liền trong nháy mắt kết luận ba người này thân phận. Vô trần thiên cung vô trần bí điển, Tiêu Phàm đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ minh bạch, có thể nghĩ vô trần bí điển dườm già cùng cường đại. Cũng chính là bởi vì như vậy, vô trần thiên cung có thể chế tạo ra đại đế cảnh thần điêu, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, lấy hắn thực lực, bây giờ còn không cách nào điêu khắc ra đại đế cảnh thần điêu, tối đa cũng liền có thể điêu khắc thần vương cảnh đỉnh phong thần điêu mà thôi. Cái này cũng cùng Tiêu Phàm không có một lòng chìm vào vô trần bí điển lĩnh ngộ có quan hệ, chỉ là hắn trận pháp tạo nghệ, đạt đến đế giai mà thôi. Đáng tiếc, thực lực như vậy, còn chưa đủ ngăn ta lại. Tiêu Phàm đột nhiên lại lắc đầu. Hắn chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, vốn lấy hắn thực lực, dù là mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong cũng có thể một trận chiến, há lại sẽ e ngại mấy cái vật chết đây. Đột nhiên,
Tiêu Phàm trên người chán phóng một đạo kỳ diệu thần bí bất động, ngay sau đó, Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên, ba đạo hình trăng lưỡi liềm quang mang gào thét, bay thẳng ba người đi. Ba người mặt không biểu tình, bay thẳng Tiêu Phàm mà đến, nhìn thấy cái kia hình trăng lưỡi liềm ánh sáng màu trắng, căn bản không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì lực, cho nên cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà, làm ba đạo quang mang đảo qua thời khắc, ba người đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, thân thể ngay sau đó không bị khống chế, hướng thẳng đến mặt đất chồng rơi đi. Không chờ bọn hắn rơi xuống đất, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, ba đạo nhân ảnh đột nhiên lóe lên một vệt sáng, biến thành ba cái dài đến một xích mộc điêu, rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Đại đế cảnh thần điêu, hơn nữa bị xóa đi mặt khác ý thức, chỉ còn lại có ý thức chiến đấu, nếu như người khác gặp gỡ, có lẽ thật vẫn phiền phức, đáng tiếc gặp được ta. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Những cái này đại đế cảnh hậu kỳ thần điêu, bàn về thực lực, không thể so bình thường đại đế cảnh đỉnh phong yếu. Nhưng là, muốn thôi động đại đế cảnh thần điêu, lại không phải thần lực có thể làm được, mà là cần khí số. Đây cũng là vì sao Tiêu Phàm trước đó nhìn thấy vô trần thiên khuyết hấp thu cái kia hơn ngàn chết đi đại đế cảnh cường giả khí số nguyên nhân, bắt đầu hắn không tìm hiểu được, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại hiểu. Tiêu Phàm muốn giết bọn chúng, căn bản không cần theo chân chúng nó chính diện giao phong, chỉ cần xóa đi bọn chúng thể nội khí số liền có thể. Mà phá hủy bọn chúng thể nội khí số, đối với người khác mà nói có lẽ là phiền phức sự tình, nhưng là đối với Tiêu Phàm mà nói, lại là quá đơn giản. Hắn thần thông chọc, liền có thể tùy tiện xóa đi thần điêu thể nội khí số. Dừng một chút, Tiêu Phàm đem ba tôn thần điêu ném vào thể nội thế giới, giao cho linh hồn phân thân đi luyện hóa, một khi thành công luyện hóa, thần điêu thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Hạ Phong Sơn mạch bên trong, hắn ngược lại là phải nhìn xem, nơi này đến cùng có đồ vật gì, đáng giá ba tôn đại đế cảnh hậu kỳ thần điêu thủ hộ ở chỗ này, hơn nữa bạch sắc thạch đầu cũng đang phát sáng. Thử ngâm, một đạo kiếm hồng tại hư không nở rộ, toàn bộ sơn mạch run rẩy kịch liệt lấy, phạm vi mấy chục dặm đất đá toàn bộ bị tung bay, lập tức lộ ra phía dưới tất cả. Một đầu bạch sắc khoáng mạch lẳng lặng nằm ở sâu dưới lòng đất, lấp lóe lấy quang mang trong suốt, 10 điểm đoạt người nhãn cầu. Quả nhiên là một đầu nguyên tinh khoáng mạch, Tiêu Phàm trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung, phất tay, đại địa lần nữa run rẩy, ngay sau đó một tòa thật to phù đảo trôi nổi mà lên. Nếu để cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ khóe miệng cuồng rút, lần trước vì Kim La hồn quả đan thụ, không thể không đem toàn bộ sơn mạch mang đi. Nhưng một lần này vì một cái mạch khoáng, vậy mà cũng làm như thế, Tiêu Phàm đây là đóng gói nghiện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ khoáng mạch biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một hố sâu to lớn, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia tân trang thổ nhưỡng biểu thị, cái hố to này là vừa vặn lưu lại. Chiến Hoàng Thiên nói không sai, nơi này, xác thực khắp nơi đều là bảo bối, món tiền đầu tiên chính là một đầu nguyên tinh khoáng mạch. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Mặc dù hắn chiếm được vô trần thiên cung truyền thừa vô trần bí điển, nhưng lại không có vô trần thiên khuyết quá nhiều ghi chép, bằng không mà nói, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể trắng trợn vơ vét. Đương nhiên, nếu như vô trần thiên khuyết chỉ là dùng thần điêu đi bảo vệ mà nói, Tiêu Phàm cũng xác thực không cố kỵ gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đạp không mà lên, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng. Vừa mới tiến đến mấy canh giờ liền có thể lấy được một đầu nguyên tinh khoáng mạch, đối với Tiêu Phàm mà nói, chuyến này đã không có đến không. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, để Tiêu Phàm minh bạch vô trần thiên khuyết tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, bên trong khẳng định có thứ càng quý giá. Đi về phía trước hai canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới ngừng thân hình, hắn cau mày, thỉnh thoảng kinh ngạc quét mắt bốn phía, yên tĩnh sơn mạch vẫn như cũ. Không đúng, vô trần thiên khuyết rõ ràng không có lớn như vậy a, làm sao hai canh giờ, ta vẫn như cũ còn ở trong dãy núi. Tiêu Phàm tự nhủ, cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, lấy tốc độ của hắn, hai canh giờ đã đầy đủ tùy ý đi ngang qua vô trần thiên khuyết, nhưng bây giờ, hắn như trước đang bên trong dãy núi này chuyển động. Trận pháp, Tiêu Phàm đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Cũng chỉ có trận pháp, mới có thể đem Tiêu Phàm vây ở một cái địa phương, liền cùng lần trước ngoài ý muốn rơi vào cấm chế kia một dạng. Sau một khắc,
Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe lấy huyết sắc quang mang, theo thần lực tràn vào, hắn thế giới trước mắt quả nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy từng đầu thần văn lạc ấn trong mắt hắn, tạo thành từng đạo kết giới, đem hắn vị trí sơn mạch bao phủ ở bên trong. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở một đạo kết giới một bên, nhẹ nhàng điểm một cái, hư không xé mở một đường vết rách, Tiêu Phàm một cước bước vào đi vào. Quả nhiên, hắn thế giới trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, mặc dù vẫn là một tòa sơn mạch, nhưng thần linh chi khí rõ ràng mỏng manh không ít. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, nơi xa, tốt mấy bóng người chính ở va chạm kịch liệt lấy, đánh thiên hôn địa ám. Quét những người kia một cái, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi, không nghĩ nhúng tay đối phương sự tình. Nhưng mà, hắn mới vừa một bước đi ra, liền cảm giác một con rắn độc khóa chặt bản thân, ngay sau đó, mấy đạo lợi mang chảy ra mà tới, muốn đem hắn nhất kích tất sát. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, lách mình xuất hiện ở số bên ngoài trăm trượng, lạnh lùng nhìn xem đối diện mấy bóng người. Mấy người ăn mặc thống nhất trang phục màu đen, sắc mặt âm lãnh, trên người càng là lượn lờ nồng nặc huyết sát chi khí, xem xét chính là biết là từ trong núi thây biển xác bò ra tới nhân vật. Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Tiêu Phàm híp hai mắt, hướng về đối diện ba người nói. Ngươi là người nào? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đối diện ba người con người rõ ràng có biến hóa, nhìn nhau, cuối cùng một người cầm đầu hắc bào nhân mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn cùng trầm thấp. Xem ra ta đoán đúng rồi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, không có trả lời mấy người, ngược lại vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem đối diện mấy người nói. Sau đó dư quang nhìn về phía nơi xa chiến đấu mấy người, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên, hắn đã nhận ra trong đó chiến đấu nhất phương mấy người. Tiểu tử, Bích Lạc Hoàng Tuyền làm việc, tốt nhất cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, băng lãnh khí thức tập trung vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn mấy người một cái, nói, nếu như là vừa rồi, ta ngược lại thật ra nghĩ rời đi, đáng tiếc. Là các ngươi để cho ta lưu lại, đã như vậy, ta hiện tại cũng liền không đi. Tiêu Phàm khó chịu nhất đúng là bị người uy hiếp, ba người này vẻn vẹn chỉ có một cái là đại đế cảnh hậu kỳ, mặt khác hai cái là đại đế cảnh trung kỳ, hắn nơi nào sẽ e ngại. Huống chi, hắn bắt đầu chuẩn bị rời đi, không nghĩ xen vào việc của người khác, có thể Bích Lạc Hoàng Tuyền người lại xuất thủ tất sát. Nếu là giết chết hắn, hắn Tiêu Phàm chẳng phải là chết quá. Tiểu thiên thế giới, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát chói tai, trong mắt của hắn thế giới, thời không lập tức một trận biến hóa, trực tiếp giam cấm 7 người linh hồn. 3000 thế giới, đối tượng là người linh hồn, lấy Tiêu Phàm bây giờ cảnh giới, còn không thể cùng lúc rút ra 7 người linh hồn tiến hành diệt sát. Nhưng thời gian ngắn giam cầm bọn họ 7 người linh hồn, để bọn hắn không thể động đậy còn có thể làm được. Dù sao, lúc trước Tiêu Phàm dựa vào một chiêu này, thế nhưng là trực tiếp diệt sạch đế tử gia tộc đại đế cảnh đỉnh phong Minh lão đầu. Đối với đại đế cảnh cường giả mà nói, thân thể bị giam cầm ngụ, tuyệt đối là cực kỳ chí mạng. Sự thật cũng là như thế, Tiêu Phàm thi triển cổ pháp cầm cố lại 7 người về sau, trong tay hắn thủ ấn đã thành công kết thành, hư không ầm ầm mà động, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên cao rơi xuống. Cái này, là vô đạo cùng ân minh tử hai người sớm đã thối lui đến bên ngoài mấy dặm. Khi bọn hắn nhìn thấy trời cao cảnh sắc lúc, con người bỗng nhiên teo lại. Chỉ thấy thiên khung phía trên, một cái to lớn ma chảo màu đen dò ra, tản ra một cỗ nghịch chuyển càn khôn uy áp, hướng về phía dưới sơn phong chộp tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lực lượng kia, dù là cách xa nhau vài dặm, cũng làm cho người một trận kinh hồn táng đảm. Diệt ma ấn, cùng lúc đó, Tiêu Phàm trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui, to lớn ma chảo hung hăng vỗ xuống. Oanh, kinh thiên nổ vang quanh quẩn ở toàn bộ thương khung, rậm rạp chằng chịt khe hở lan tràn đại địa, bụi bặm cuồn cuộn, che khuất bầu trời, để cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tất cả. Bích Lạc Hoàng Tuyền 7 đại sát thủ vừa lúc bị một kích này đánh trúng, không cần nghĩ cũng biết, 7 người kết cục. Tê La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật sự là Tiêu Phàm mang cho bọn hắn rung động quá lớn, phải biết, đây chính là 7 cái đại đế cảnh trung kỳ A,
vậy mà liền dạng này bị hắn giết. Mặc dù là đánh lén, có mưu lợi thành phần ở bên trong, nhưng một kích này, lại là chân thực tiêu diệt 7 cái đại đế cảnh. Mà hai người bọn họ, cùng 4 cái sát thủ chiến đấu, chỉ có thể đủ giữ cho không bị bại mà thôi, giữa hai người chênh lệch không cần nói cũng biết. Thật lâu, bụi bặm tán đi về sau, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lại là nhìn thấy một bóng người chính trong phế tích tìm gì, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây. Chẳng biết tại sao, hai người cũng không có nghĩ đến chạy trốn, mà là lưu lại. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới từ trong phế tích đi ra, cái kia 7 bộ thi thể, không, chuẩn xác mà nói là 7 co quắp thịt nát, đã bị Tiêu Phàm xử lý sạch sẽ. Dù là Bích Lạc Hoàng Tuyền người đuổi tới nơi đây, cũng tuyệt đối khó có thể tra ra sự tình là Tiêu Phàm làm, điều kiện tiên quyết là La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử không nói ra. Tiêu huynh, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người thở sâu, chắp tay một cái nói. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn phát hiện bí mật của bọn hắn. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn hai người nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu, đúng rồi, ta không phải Bích Lạc Hoàng Tuyền người, các ngươi cứ yên tâm đi. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử tự nhiên không tin Tiêu Phàm là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, nếu quả là như vậy, hắn cũng sẽ không giết Bích Lạc Hoàng Tuyền 7 cái sát thủ. Hơn nữa, Tiêu Phàm căn bản không có tất yếu lừa bọn họ không có bị Tiêu Phàm lừa gạt tư cách. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người đắng chát cười một tiếng, La Vô Đạo mở miệng nói, ta cũng là ngẫu nhiên truyền tống đến dãy núi này, vừa lúc nhìn thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền người đang đào thần thi, sau đó lại gặp được Ân Minh Tử, Bích Lạc Hoàng Tuyền người cũng liền Ân Minh Tử cũng hận lên, cũng chỉ có thể nói chúng ta xui xẻo. Xác thực xúi quẩy, Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc, như thật nói ra. Nhiều người như vậy bị truyền tống vào vô trần thiên khuyết, cũng chỉ có hai người bọn họ truyền đến nơi này, không phải xúi quẩy thì là cái gì chứ? Kỳ thật, không phải chỉ hai chúng ta, trước đó tiến vào nơi này người, đoán chừng đều bị bọn họ thanh lý đi. La Vô Đạo lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, khả năng này ngược lại là rất lớn, dù sao, vô trần thiên khuyết đã mở ra tốt mấy canh giờ. Trên vạn người tiến vào vô trần thiên khuyết, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có những người khác truyền tống đến nơi đây, tuyệt đối không chỉ hai người bọn họ, chỉ có thể nói hai người bọn họ là vận khí tốt, thực lực cũng tương đối cường đại đã. Không đúng, chiếu bọn họ nói tới, không phải chỉ phiến khu vực này có Bích Lạc Hoàng Tuyền người, những nơi khác cũng có khả năng tồn tại. Ân Minh Tử lại bổ sung một câu. Ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc, Hoàng Tuyền Bích Lạc người, vậy mà không có tách ra. Tiêu Phàm nghĩ tới một vấn đề khác. Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ kết bè kết lũ tiến vào thượng cổ cung điện trên trời, vậy mà không có giống như bọn hắn, phân tán ở vô trần thiên khuyết các nơi, ngược lại toàn bộ đều tiến vào chỗ này cổ địa. Chẳng phải là nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền người biết rõ tiến vào nơi này phương pháp. Tin tức này, đối với Tiêu Phàm mà nói là 10 điểm trọng yếu, nếu như có thể lấy được Bích Lạc Hoàng Tuyền phương pháp, hắn hoàn toàn có thể hoành hành vô trần thiên khuyết. Đáng tiếc. Vừa rồi hắn ở đó 7 người trên người tìm tòi một phen, lại là cái gì đều không tìm tới, đều chỉ có một mai thông thường càn khôn giới mà thôi. Cái này ta biết, bọn họ đều có một khỏa định thần châu, có thể trực tiếp từ ngoại giới truyền tống vào. La Vô Đạo nói bổ sung. Định thần châu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cái tên này, ngược lại để Tiêu Phàm nhớ tới thần vô tâm trong tay cái ngôi sao kia châu, cũng đồng dạng có được truyền tống năng lực. Bất quá. Hoàng Tuyền Bích Lạc lại là làm sao có được vô trần thiên khuyết định vị đây? Hay là nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng vô trần thiên cung đã từng có liên hệ gì đây? Đáng tiếc, những bí ẩn này, Tiêu Phàm nhất định hiện tại là không thể nào biết, nhưng hắn trong lòng cũng đưa cho chính mình cảnh tỉnh, về sau vẫn là muốn nhiều hơn để phòng Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đúng rồi, các ngươi có biết bọn họ trong miệng thượng cổ thần thi tại đây? Tiêu Phàm không còn xoắn suýt vấn đề này. Nghĩ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền tu sĩ trong miệng thượng cổ thần thi. Hắn có loại trực giác, nghĩ muốn biết rõ ràng Bích Lạc Hoàng Tuyền bí mật, 89 phần 10 cùng cái này chút thượng cổ thần thi có quan hệ. Tuy nhiên ta không biết rõ tại đây, nhưng là, ta có thể tìm được. Ân Minh Tử trầm giọng nói. Ta ngược lại thật ra quên, các ngươi gia tộc, có thể là có tiếng khống thi nhất tộc. La Vô Đạo khẽ mỉm cười nói. Khống thi nhất tộc. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, hắn đối với Ân Minh Tử gia tộc cũng không có quá nhiều lý giải,
nhưng là hắn nghe nói qua Khống Thi nhất tộc. Tu La truyền thừa bên trong có một chút đôi câu vài lời ghi chép, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, Khống Thi nhất tộc, nhưng là chân chính đại tộc, đã từng đứng ở thời kỳ thượng cổ đỉnh phong nhất, không kém gì Vô Trần Thiên Cung tồn tại. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, về sau Khống Thi nhất tộc đột nhiên quỷ dị biến mất, tựa như chưa từng có tồn tại qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Ân Minh Tử gia tộc, dĩ nhiên là Khống Thi nhất tộc. Hơn nữa, trong lòng của hắn nghĩ tới càng nhiều, Bích Lạc Hoàng Tuyền đến Vô Trần Thiên Khuyết bên trong tìm kiếm thượng cổ thần thi, có phải hay không cũng cùng Khống Thi nhất tộc có quan hệ đây? Nếu thật là như vậy, cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng có chút không đơn giản. Vậy liền phiền phức Ân huynh, Tiêu Phàm tập trung ý chí, chắp tay một cái nói. Tiêu Phàm trong lòng ôm rất nhiều nghi hoặc, lặng lặng chờ đợi Ân Minh Tử tìm kiếm lấy thượng cổ thần thi. Đúng rồi, ta từng nhớ kỹ, ban đầu ở Chiến Hồn Đại Lục cũng gặp được một chút thần thi, không biết cái này thượng cổ thần thi cùng lúc trước thần thi lại có cái gì khác biệt đây. Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn còn nhớ rõ, Chiến Hồn Đại Lục thần thi, chính là thần thi oán niệm không tiêu tan, ẩn chứa một ngụm tinh khí thần, cho nên có thể đủ hành động. Trừ cái đó ra, thần thi bên trong còn có một số thần tính chưa tán, những cái này thần tính cùng oán niệm, lúc trước thế nhưng là thí thần cùng hắn vật đại bổ. Cũng chính là bởi vì như vậy, một khi xua tan hoặc là thôn phệ thần thi oán niệm cùng thần tính, liền có thể trực tiếp gạt bỏ thần thi. Khẩn trương sau khi, Tiêu Phàm lại ôm mấy phần chờ mong. Sau nửa ngày, Ân Minh Tử không để cho hắn thất vọng, thực tìm được mai táng thần thi địa phương. Tốt âm khí nồng nặc, La Vô Đạo đứng ở một tòa hố sâu giáp danh, nhịn không được sợ hãi than nói. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng cũng 10 điểm không bình tĩnh, ở dưới chân hắn, là một cái sâu không thấy đáy hố to, cái hố to này, là Ân Minh Tử hoa một canh giờ đào lên. Đứng ở hố to giáp danh, một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức mãnh liệt mà đến, để cho người ta có loại rơi vào vạn năm hầm băng cảm giác, dù là đại đế cảnh tu sĩ, đều có chút phát lạnh, toàn thân hiện nổi da gà lên. Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét sạch mà ra, nhưng tại xâm nhập mấy chục trượng về sau, liền bị cổ hàn khí kia đông kết thành băng xương, sau đó hóa thành bột mịn. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi linh hồn chi lực, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hố sâu. Ân Minh Tử không có sao chứ? La Vô Đạo nhìn thấy Ân Minh Tử thật lâu chưa từng đi lên, không khỏi có chút lo lắng nói. Đến, Tiêu Phàm nheo mắt. Lời còn chưa dứt, một cái bóng từ trong hố sâu chui ra, mang theo một cỗ mục nát mà khí tức cổ xưa, còn có một cỗ bá đạo băng hàn chi khí. Tiêu Phàm cùng La Vô Đạo hai người thấy thế, không tự chủ được lui về phía sau mấy chục trượng, vẻ mặt phòng bị hướng về phía trước. Sau một khắc, hai người không khỏi trợn to hai mắt nhìn về phía trước, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chỉ thấy hố sâu giáp danh, trưng bày 4 bức huyết sắc quan tài không biết từ cái gì chế tạo thành, nhưng là hết sức đỏ tươi, giống như bị máu tươi đổ vào. Đồng thời, huyết quan bên trên còn hiện đầy thần văn, lấp lóe lấy hơi yếu quang trạch, liền tựa như người hô hấp một dạng. Huyết quan đóng chặt, liền thành một khối, cho người ta một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm giác. Nơi này bên cạnh chính là thần thi, La Vô Đạo kinh ngạc hết sức, nhìn xem cái kia 4 bức huyết quan, da đầu của hắn đều cảm giác run lên, luôn cảm thấy có một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Thần thi ngay tại bên trong, Ân Minh Tử gật gật đầu, thần sắc hết sức đề phòng. Khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm lại là con người bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh hô mà ra, nhìn về phía cái kia 4 bức huyết sắc quan tài tràn đầy kiêng dè. Đồng thời, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại đã từng nhìn thấy huyết u minh, những cái này huyết quan cùng huyết trong u minh nhìn thấy quan tài, có chút tương tự. Chỉ bất quá, huyết u minh bên trong quan tài, lại lộ ra một loại hắc sắc, hiện ra huyết hắc sắc, nhìn qua càng thêm âm trầm, đáng sợ. Người biết khi thiên huyết quan, Ân Minh Tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, liên quan tới khi thiên huyết quan ghi chép, hắn cũng chỉ là ở gia tộc cổ tịch bên trên nhìn thấy qua đôi câu vài lời. Nhưng Tiêu Phàm, lại là một câu vạch trần cái này huyết quan lai lịch, cái này khiến hắn làm sao không khiếp sợ đây. Cũng có nghe qua mà thôi, Tiêu Phàm tập trung ý chí, gật đầu nói. Khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm tự nhiên là rõ ràng, Tu La truyền thừa bên trong có liên quan tới khi thiên huyết quan ghi chép,
mặc dù không thế nào cặn kẽ, nhưng không ảnh hưởng Tiêu Phàm phán đoán. Cái gì là khi thiên huyết quan? La Vô Đạo nhìn không được hỏi. Mặc dù hắn không biết khi thiên huyết quan là cái gì, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được khi thiên huyết quan đáng sợ, chính là mấy chữ này mắt, cũng đủ để cho người trong lòng run sợ. Tiêu Phàm không có mở miệng, ngược lại là Ân Minh Tử thở sâu, giải thích nói, nghe đồn, khi thiên huyết quan, có được khi thiên chi năng, một chút đã triệt để người đã chết, có thể mượn nhờ nó phục sinh. Người chết làm sao có thể phục sinh, trừ phi khí số chưa hết, cho nên chậm rãi tu dưỡng, cũng liền có thể phục hồi như cũ a. La Vô Đạo rõ ràng không tin. Đại đế cảnh xác thực rất khó giết chết, nhưng cũng không đại biểu đại đế cảnh bất tử, chỉ cần khí số diệt hết, đừng nói đại đế cảnh, cho dù thánh đế cảnh, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Không, khi thiên huyết quan, xác thực có được năng lực như vậy. Tiêu Phàm khẳng định nói, dù là khí số diệt tuyệt, cũng có thể ở bên trong phục sinh, bởi vì, nghe đồn hắn nối liền một cái thế giới khác, cái gì thế giới? La Vô Đạo không chút nghĩ ngợi hỏi. Cửu U địa ngục, Tiêu Phàm trịnh trọng phun ra mấy chữ. Cũng khó trách hắn như thế không bình tĩnh, từ khi tiến vào thái cổ thần giới đến nay, Tiêu Phàm liền một mực tìm hiểu cửu U địa ngục tin tức, đáng tiếc một mực không thu hoạch được gì. Vài chục năm, Lô Chiến cũng không biết tung tích, bặt vô âm tín. Nếu như không phải đoạn thời gian trước đột phá đại đế cảnh, giải phong tu la truyền thừa bên trong một chút tin tức, Tiêu Phàm cũng căn bản không biết khi thiên huyết quan tin tức. Bây giờ nhìn thấy khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ kích động, đây chính là hắn những năm gần đây, lần thứ nhất lấy được liên quan tới cửu U địa ngục manh mối. Làm sao có thể, cửu U địa ngục, không phải căn bản không tồn tại sao? La Vô Đạo cả kinh kêu lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. La Vô Đạo thân làm cửu huyền đế vực nhân vật cấp độ đế tử, tự nhiên nghe nói qua cửu U luyện ngục, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ không tin tưởng cái này hư vô phiêu miểu tồn tại. Đừng nói là bình thường đế vực, chính là cổ cương các đại thế lực, đoán chừng cũng không ít người đang tìm kiếm cửu U địa ngục, nhưng là từ chưa có người từng thành công. Về sau, ở mọi người trong tiềm thức, cửu U địa ngục cũng biến thành giả tưởng tồn tại. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không biết cửu U địa ngục có tồn tại hay không, chỉ biết là tu la truyền thừa chúng là như vậy ghi lại. Nhưng là hắn tin tưởng, cửu U địa ngục hẳn là thật tồn tại. Không, cửu U địa ngục là tồn tại. Đột nhiên, Ân Minh Tử hết sức trịnh trọng nói ra một câu, hắc sắc vành nón bên trong hai con ngươi, lộ ra một vòng sắc bén. À, ngươi biết, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, gắt gao hướng về Ân Minh Tử. Ta gia tộc cổ tịch bên trên có ghi chép, chỉ bất quá, ở thời kỳ thượng cổ, cửu U địa ngục liền triệt để đóng lại, không có người có thể đi vào, lại không người có thể đi ra. Ân Minh Tử giải thích nói, không có người có thể đi ra ta tin tưởng, không ai có thể đi vào, vậy nhưng chưa hẳn. Tiêu Phàm lắc đầu, người đời đều là không biết cửu U địa ngục, nghĩ đến là bên trong người căn bản ra không được, tự nhiên cửu U địa ngục sự tình không biết được. Nhưng là, có phải hay không không có người có thể đi vào, vậy nhưng liền khó nói chắc, bởi vì đi vào người là không thể nào đi ra, cũng liền không cách nào truyền lại chuyện này. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, Tiêu Phàm ý nghĩ bọn họ tự nhiên cũng minh bạch. Bích Lạc Hoàng Tuyền là vì thần thi mà đến, nghĩ đến thần thi liền ở trong khi thiên huyết quan a. Tiêu Phàm không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, nói tránh đi. Lời nói vừa ra, La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia bốn bức khi thiên huyết quan, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng hết sức, ai cũng không có chủ động xuất thủ mở ra khi thiên huyết quan. Bích Lạc Hoàng Tuyền bảy người kia cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ phía dưới tu vi, bọn họ cũng dám động những cái này huyết quan, chúng ta mở ra, hẳn là không có vấn đề gì lớn a. La Vô Đạo hỏi dò. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn không có chút nào ý tứ động thủ. Ngược lại vô cùng e dè. Nếu như nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền những người kia, chỉ là đem những cái này khi thiên huyết quan mang đi, căn bản không có biện pháp mở ra, hoặc là căn bản không dám đánh mở đây. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem La Vô Đạo nói ra. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. La Vô Đạo không khỏi dùng mình một cái, dọa đến liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Đúng vậy a. Những cái kia đại đế cảnh có thể chưa chắc là muốn mở ra những cái này khi thiên huyết quan,
bọn họ hoặc là căn bản sẽ không mở ra, cũng không dám mở ra. Nếu là hiện tại bọn hắn ba người mở ra, không cách nào chế ngự bên trong thượng cổ thần thi, như vậy cần phải như thế nào? Tiêu Phàm không có dọa ngươi. Ân Minh Tử lắc đầu, nói, bất quá, những cái này khi thiên huyết quan phía trên phủ đầy cấm chế cùng thần văn, chúng ta hẳn là mở không ra, coi như có thể mở ra, chúng ta cũng tốt nhất đừng mở ra. La Vô Đạo hờ hững gật đầu, nghĩ đến bản thân mở ra khi thiên huyết quan, có thể muốn đối mặt một chút nhân vật đáng sợ, hắn liền từ bỏ mở ra ý nghĩ. Bất quá Tiêu Phàm lại là trầm mặc không nói, ánh mắt ngược lại rơi vào Ân Minh Tử trên người, thật lâu chưa từng rời. Ân Minh Tử nhìn thấy Tiêu Phàm đang nhìn hắn, trong tay áo nắm đấm không khỏi nắm thật chặt, chỉ là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nói, thế nào? Lời nói của ta có sai lầm sao? Người Ân gia không phải khống thi nhất tộc sao? Liền xem như thánh đế cảnh thần thi, các ngươi cũng nên có biện pháp khống chế a. Tiêu Phàm cười cười nói. Một bên nói, Tiêu Phàm vừa hướng khi thiên huyết quan đi đến, rất nhanh liền đi tới một bộ huyết quan một bên, đưa tay hướng về huyết quan nắp quan tài vỗ tới. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì, chính ngươi muốn chết, cũng đừng hại chúng ta. Ân Minh Tử nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị mở ra huyết quan, lập tức kêu to lên, muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, trực tiếp một trường tung bay huyết quan nắp quan tài. La Vô Đạo dọa đến liền vội vàng lùi về phía sau hơn mấy chục trượng, vẻ mặt phòng bị hướng về huyết quan, ngược lại là Ân Minh Tử thân hình bất động mảy may, căng thẳng thần kinh, không biết là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Thần thi đây, chờ đợi mấy hơi thở thời gian, La Vô Đạo cũng không nhìn thấy thần thi xuất hiện, không khỏi trở nên kinh ngạc lên. Vậy muốn hỏi một chút một ít người, Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng Ân Minh Tử, thần sắc cũng biến thành băng lạnh, lạnh giọng nói, là tự ngươi nói, hay là ta đến nhường ngươi nói? Cái gì, Ân Minh Tử, ngươi? La Vô Đạo hết sức kinh ngạc nhìn Ân Minh Tử, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là Ân Minh Tử trộm khi thiên huyết quan bên trong thượng cổ thần thi. Nhưng hắn không phải mới vừa nói mở không ra khi thiên huyết quan, cũng không dám mở ra sao? Bất quá rất nhanh La Vô Đạo liền biết, Ân Minh Tử nói như vậy, chỉ là nhường hắn cùng Tiêu Phàm không đi mở ra khi thiên huyết quan, cũng liền không cách nào phát hiện bên trong thần thi không thấy. Thế nhưng là, Ân Minh Tử vì sao muốn trộm bên trong thần thi đây? Ân Minh Tử chậm rãi xốc lên vành nón, lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhợt, trên mặt còn hiện đầy vô số đường vân, cả người nhìn qua 10 điểm lành lạnh. Hắn cũng không ý định động thủ, chỉ là lộ ra nét cười khổ sở, nói, ngươi là làm sao phát hiện? Quên nói cho ngươi, ta là một cái thần điêu sư. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Ngay từ đầu nhìn thấy bốn bức khi thiên huyết quan lúc, Tiêu Phàm cũng không nhìn ra như thế về sau, chỉ là hắn vốn là chuẩn bị mở ra khi thiên huyết quan, thật không nghĩ đến Ân Minh Tử lại không có một chút hiếu kỳ. Ngay sau đó Tiêu Phàm cẩn thận kiểm tra một chút khi thiên huyết quan, lại là phát hiện, huyết quan phía trên rất nhiều đường vân không quá ăn khớp. Năm đó để đặt khi thiên huyết quan người chắc chắn sẽ không phạm như thế sai lầm, hơn nữa có chút khe còn có chút rõ ràng, rất hiển nhiên, đây là có người mở ra dấu vết. Bích Lạc Hoàng Tuyền người căn bản là không có tìm tới khi thiên huyết quan, hắn và La Vô Đạo cũng không có xuống dưới, duy nhất có thể tiếp xúc đến khi thiên huyết quan người, chỉ có Ân Minh Tử. Nhưng Ân Minh Tử vì sao muốn mở ra khi thiên huyết quan đây? Khả năng duy nhất chính là, hắn cần bên trong thượng cổ thần thi, hiện tại, thượng cổ thần thi không thấy, không hề nghi ngờ, chỉ có Ân Minh Tử có thể đánh cắp thượng cổ thần thi. Tiêu Phàm khám phá Ân Minh Tử quỷ kế. Ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, cũng không hề tức giận, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng không muốn cùng Ân Minh Tử là địch. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu Phàm đã biết Ân Minh Tử là khống thi nhất tộc. Tu La truyền thừa bên trong thế nhưng là ghi lại, khống thi nhất tộc, cùng Tu La tộc quan hệ không ít, cũng là thượng cổ thời kỳ, chỉ thấp hơn thần tộc ba đại thế tộc siêu cấp thế lực. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm há lại sẽ cùng hắn khách khí như thế. Là ta xem thường ngươi, Ân Minh Tử thở sâu. Bây giờ có thể nói một chút rồi a hát, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, để cho người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn. Ân Minh Tử gật gật đầu, ngay sau đó lấy tay vung lên, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện bốn cỗ thi thể. Thi thể thần thái 10 điểm an tường, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng, hắn ăn mặc 10 điểm cổ lão,
nhưng nhìn qua lại hết sức mới, bất kể như thế nào cũng không giống là chết trăm vạn năm tuế nguyệt thi thể. Tiêu Phàm cùng La Vô Đạo hai người thấy thế, cũng là một trận kỳ lạ. Không hổ là khi thiên huyết quan, những cái này thần thi rõ ràng không có một chút khí số, lại giữ hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Phàm sợ hãi than nói. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn bộ này thần thi thể bên trong, không có một chút khí số, cũng không có bất kỳ cái gì thần lực ba động, nhưng bộ dáng, căn bản không giống như là một người chết, mà giống như là một người sống. Tiêu Phàm không biết trăm vạn năm trước, bốn bộ này thần thi là cái dạng gì, nhưng là bây giờ, bọn họ đã đầy đủ sống lại khả năng. Bốn bộ này thần thi, đã đạt tới hoàn mỹ, chỉ cần có linh hồn, liền có thể một lần nữa sống lại. Ân Minh Tử thở sâu, thần sắc vô cùng kích động, liền tựa như gặp được xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật một dạng. Có được mới linh hồn liền có thể sống sót, Tiêu Phàm kinh ngạc, trong nháy mắt nghĩ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, có lẽ, Bích Lạc Hoàng Tuyền có biện pháp khiến cái này thần thi dung nhập mới linh hồn. Không sai, những cái này thần thi, ta gia tộc có chỗ ghi chép, cũng là hoàn mỹ thần thi, nhục thân đạt đến đáng sợ cấp độ, cùng giai gần như vô địch. Ân Minh Tử gật đầu nói. Đây chính là ngươi muốn được bốn cỗ thần thi nguyên nhân. La Vô Đạo nhíu mày. Ân Minh Tử lại là lắc đầu, nói không, ta không cách nào làm cho những cái này thần thi có được mới linh hồn. Nhưng là, các ngươi cũng biết, ta Ân gia chính là khống thi nhất tộc, có thể điều khiển bốn bộ này thi thể, tương đương với có được bốn cỗ cường đại khôi lỗi. Đương nhiên, chủ yếu nhất, ta nghĩ đem bọn hắn mang về, hảo hảo nghiên cứu một chút những cái này thần thi nhục thân. Có lẽ có thể tìm tới cửu u địa ngục bí mật. Cửu u địa ngục sao? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trịnh trọng nhìn xem Ân Minh Tử nói, nếu như bốn bộ này thần thi cho ngươi, ngươi có mấy phần chắc chắn tìm tới cửu u địa ngục manh mối. Ách, Ân Minh Tử hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đây là đáp ứng đem bốn cỗ thần thi cho mình sao? Lấy Ân Minh Tử thực lực, muốn từ Tiêu Phàm trong tay cướp đoạt thượng cổ thần thi, cơ hồ là không thể nào. Hắn không có thực lực này, cũng đồng dạng không có lá gan này. Phải biết, Tiêu Phàm thế nhưng là một đòn liền miểu sát bảy tôn đại đế cảnh cường giả, mà hắn và La Vô Đạo hai người liều sống liều chết, liền một cái đều không giết chết, đây chính là chênh lệch. Đây cũng là vì sao Ân Minh Tử không có nói láo nguyên nhân, ở trước mặt Tiêu Phàm đùa nghịch chút mưu kế, hắn còn không có lá gan này. Chỉ là Ân Minh Tử không nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm vậy mà thực chuẩn bị đem bốn cỗ giao cho mình. Làm sao, cái này hỏi rất khó trả lời sao? Nhìn thấy Ân Minh Tử sững sờ, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Ân Minh Tử lắc đầu, khổ sở nói, Tiêu Phàm, ngươi cũng biết, cửu u địa ngục đã biến mất trăm vạn năm tuế nguyệt, muốn tìm được lại là khó khăn cỡ nào. Ta đem bốn bộ này thần thi chiếm thành của mình, nghiên cứu cửu u địa ngục manh mối chỉ là tiếp theo, bởi vì ta căn bản không ôm hy vọng, ta chủ yếu là dùng bọn chúng đến nghiên cứu thi thể mà thôi. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đây là hắn lần đầu nghe nói cửu u địa ngục manh mối, đáng tiếc căn bản không có một chút tác dụng nào. Bốn cỗ thần thi mặc dù nghiên cứu không ra cửu u địa ngục manh mối, nhưng là, bốn bộ này khi thiên huyết quan phải có khả năng làm đến, dù sao khi thiên huyết quan thế nhưng là liên thông cửu u địa ngục, chỉ là ta đối với thần văn không là rất biết. Ân Minh Tử lại bổ sung một câu. Trong lòng của hắn cũng kinh ngạc hết sức. Không biết Tiêu Phàm nghe ngóng cửu u địa ngục làm cái gì, chỉ ít hắn thấy, muốn tìm được cửu u địa ngục là gần như không có khả năng. Trừ phi, cửu u địa ngục tự hành hiện thế. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, bỗng nhiên chuyển hướng bốn bức khi thiên huyết quan. Đúng vậy a, nghe đồn khi thiên huyết quan thế nhưng là nối liền cửu u địa ngục, bên trong thần văn, 89 phần 10 cùng cửu u địa ngục có quan hệ. Nếu là có thể lĩnh ngộ ra những cái này thần văn, chính mình nói không biết có thể liên thông cửu u địa ngục cũng khó nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi bốn cỗ khi thiên huyết quan, thứ này coi như nghiên cứu không ra cái gì, thế nhưng tương đương với đế giai pháp bảo. Cái này bốn bức khi thiên huyết quan ta lấy đi, bốn bộ này thần thi, các ngươi hai cái chia tay đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng lại cực kỳ bá đạo. Tốt. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người nơi nào sẽ cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tiêu Phàm hướng về phía hai người gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút, đột nhiên, Ân Minh Tử kêu lên, Tiêu Phàm,
ngươi nếu muốn tìm cửu u địa ngục, ta ngược lại thật ra có một đầu manh mối. Xin lắng tai nghe, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Ân Minh Tử. Nghe đồn, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng cửu u địa ngục có một ít liên quan, về phần thật giả, ta cũng không rõ ràng, chính ngươi châm trước. Ân Minh Tử trầm giọng nói. Tạ, nếu là thật, Tiêu Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng về chân trời lao đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người đều thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. La huynh, hai cái này cỗ thần thi ta lấy đi, coi ta thiếu ngươi một cái nhân tình làm sao? Ân Minh Tử hít sâu một cái nói. Thượng cổ thần thi chân quý, Ân Minh Tử rất rõ ràng, nếu như hắn Ân gia không phải khống thi nhất tộc, hắn cũng sẽ không mặt dày cùng La Vô Đạo mở miệng. Tốt, La Vô Đạo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống tới. La Vô Đạo làm như vậy cũng không ngốc, ngược lại rất thông minh, thượng cổ thần thi trong tay hắn, tối đa cũng thì tương đương với hai cái khôi lỗi tay chân mà thôi, căn bản không có tác dụng quá lớn. Có thể đủ hai cỗ thi thể đổi lấy Ân Minh Tử một cái nhân tình, hắn tuyệt đối không thua thiệt. Đồng dạng, ở Ân Minh Tử xem ra, một cái nhân tình đổi hai cỗ thượng cổ thần thi, cũng đồng dạng không thua thiệt. Đám này, Tiêu Phàm tự nhiên là không rõ ràng, từ Bích Lạc Hoàng Tuyền những này nhân khẩu bên trong, hắn lại biết đến, tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ có thể không chỉ đám bọn hắn bảy người. Nghĩ đến, Thánh Linh Táng Thổ cũng không phải chỉ cái kia bốn cỗ thượng cổ thần thi. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, lúc trước Vô Trần Thiên Cung cũng không có biến mất, làm sao có thể đáp ứng Bích Lạc Hoàng Tuyền, để bọn hắn đem một vài thi thể chôn ở khu cổ địa này đây. Hay là nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền đem những cái này thượng cổ thần thi chôn ở khu cổ địa này, Vô Trần Thiên Cung căn bản không biết. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, kia liền là, những cái này thượng cổ thần thi nguyên bản là Vô Trần Thiên Cung người chôn xuống. Chỉ bất quá Bích Lạc Hoàng Tuyền ngẫu nhiên chiếm được thượng cổ thần thi tin tức, cho nên mới sẽ lặng yên tiến vào Vô Trần Thiên Khuyết. Tiêu Phàm cẩn thận phân tích một phen, vẫn cảm thấy cuối cùng một loại khả năng tính to lớn nhất. Thánh Linh Táng Thổ, được xưng là Táng Thổ, vô cùng có khả năng chính là táng lấy thượng cổ thần thi đất đai ý nghĩa. Nguyên bản Tiêu Phàm không có ý định cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền có quá nhiều liên quan, nhưng hiện tại xem ra, nếu như cửu u địa ngục thực cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền có liên quan, hắn không thể không cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền liên hệ. Những cái này khi thiên huyết quan, phía trên khi thiên trận văn đã ma diệt không sai biệt lắm, muốn thông qua bọn chúng tìm tới cửu u địa ngục cơ hồ là không thể nào, tương lai vẫn là muốn đi một chuyến Bích Lạc Hoàng Tuyền mới được. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Hắn sư tôn túy ông năm đó bỏ mình, Tiêu Phàm có thể một mực chưa từng từ bỏ hy vọng trong lòng, bất kể như thế nào đều muốn đi một chuyến cửu u địa ngục, tìm được hay không túy ông linh hồn, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Mấy người các ngươi danh con, lại dám tìm Hoa gia phiền phức, muốn chết sao? Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần tiếng hét phẫn nộ, quyết định suy nghĩ của hắn, nghe được thanh âm này. Tiêu Phàm có loại cảm giác quen thuộc, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi. Sau một khắc, mấy bóng người phóng lên tận trời, hoảng hốt hướng về bốn phía chạy trốn ra, phía sau đi theo một đạo áo bào đen thân ảnh, vẻ mặt tức giận quét mắt tứ phương. Coi như các ngươi chạy nhanh, bằng không đem toàn bộ các ngươi rút gân lột ra. Áo bào đen thân ảnh tức giận hét lớn. Đột nhiên, áo bào đen thân ảnh ánh mắt hướng về Tiêu Phàm vị trí trông lại, bốn mắt tương đối. Thời gian trong nháy mắt đứng tại giờ khắc này. Ngay sau đó, áo bào đen thân ảnh trên người bộc phát ra một cỗ sát khí ngút trời, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ mà đến. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, lại đem ngươi đưa tới cửa, một lần này, nhìn ngươi chạy thế nào. Áo bào đen thân ảnh ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ càn rỡ, tựa như ăn chắc Tiêu Phàm dáng vẻ. Hoàng Vô Lân. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem áo bào đen thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút không dám xác định. Không sai, trước mắt hắc bào nhân, chính là lúc trước bách sát chiến trường danh liệt bách sát bảng đệ nhất Hoàng Vô Lân, lúc trước cùng Tiêu Phàm đã xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, giữa hai người cũng không thể coi là sinh tử đại thù. Nhưng mà, về sau Hoàng Vô Lân bị Thánh Thổ Thần Hoa mang đi, trở thành nhân sủng,
Hoàng Vô Lân liền đem việc này trách cứ ở Tiêu Phàm trên người, cũng bởi vậy triệt để hận lên Tiêu Phàm. Nghĩ vậy mấy năm bản thân trôi qua ngày tháng sống không bằng chết, Hoàng Vô Lân sát khí trên người lại cũng áp chế không nổi, trong nháy mắt bạo phát ra. Tiêu Phàm, chết đi cho ta. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hoàng Vô Lân còn tưởng rằng Tiêu Phàm ở giễu cợt hắn, hắn chỗ nào còn có thể bình tĩnh, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng lấy Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu nhìn xem Hoàng Vô Lân, bản thân có vẻ như không chút đắc tội ngươi đi, làm sao vừa thấy mặt đã muốn sát sinh sát tử đây. Không chờ hắn tới kịp trầm tư, Hoàng Vô Lân công kích đã đến, tránh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm không trung, trong tay một chuôi kim sắc bảo kiếm chán phóng chói mắt kim sắc quang mang, nổi giận chém mà xuống. Một đạo giải lụa màu vàng óng xẹt qua hư không, đem toàn bộ thương khung đều đánh thành hai nửa. Sắc bén kiếm khí càng là cực kỳ lăng lệ, đâm đến Tiêu Phàm làn da đều có chút đau nhức. Đại đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm biểu tình kinh ngạc. Lúc này mới mấy năm không gặp, Hoàng Vô Lân vậy mà đã đạt đến dạng này cảnh giới. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không phải ăn chay, mắt thấy kiếm mang kia sắp rơi xuống thời khắc, Tu La kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, đạp chân xuống, trực tiếp nghênh đón. Hoàng Vô Lân mặc dù coi là cùng giai bên trong cường giả, nhưng còn chưa tới để Tiêu Phàm sợ cấp độ. Đại đế cảnh đỉnh phong hắn đều giết qua không ít, lại càng không cần phải nói đại đế cảnh hậu kỳ. Bang, hai kiếm tại hư không va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, rậm rạp chằng chịt cỡ nhỏ kiếm khí xuyên thủng hư không, đem phương viên trong phạm vi mấy chục dặm tất cả đều sinh linh ép thành bột mịn. Hư không bên trong, đã sớm bị hai người kiếm khí bao phủ, vừa mới chạy trốn những người kia quay đầu nhìn thấy nơi này động tĩnh. Hoàn toàn không dám dừng lại, ngược lại trốn được nhanh hơn. Trên không trung, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh, giống như hai tia chớp ở giao phong. Hoàng Vô Lân, đừng cho là ta thật không dám giết ngươi. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Hoàng Vô Lân, cùng Hoàng Vô Lân giữ vững được chốc lát, hắn đã biết đại khái Hoàng Vô Lân thực lực. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cùng Hoàng Vô Lân cũng không có quá nhiều cừu hận, không cần thiết sát sinh sát tử. Giết ta, liền bằng ngươi cũng có thể giết ta. Hoàng Vô Lân khinh thường, ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ thần vương cảnh đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, không có người nào biết rõ hắn đã trải qua như thế nào ma luyện. Chỉ có chính hắn rõ ràng, cái kia hoàn toàn không phải người qua sinh hoạt, nếu như không phải đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ, hắn căn bản là không khả năng gắng gượng qua. Tiêu Phàm nhíu mày, một vòng sát ý lạnh như băng từ trong lòng của hắn lặng yên dâng lên. Nếu như Hoàng Vô Lân thật muốn không chết không thôi mà nói, Tiêu Phàm cũng không để ý thực làm thịt hắn. Chờ chút, đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, trong đầu không tự chủ hiện lên một cái ăn mặc quần cộc hoa hoàng kim con ếch. Ngươi vừa mới gọi Hoa ra, có phải hay không cái kia thánh thổ thần Hoa đi cùng với ngươi? Tiêu Phàm phòng bị nhìn xem bốn phía. Dù là đột phá đại đế cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm trong lòng cũng đối với cái kia thánh thổ thần Hoa kiêng kỵ tới cực điểm. Phải biết, lúc trước ba thần bọn họ thế nhưng là đã nói với hắn, thánh thổ thần Hoa 89 phần 10 là vượt qua đại đế cảnh cường giả, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Nghe được Hoa ra hai chữ này, Hoàng Vô Lân trên mặt hiện lên một vòng bản năng vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, Hoa ra danh tiếng, ngươi như thế nào có thể gọi. Dứt lời, Hoàng Vô Lân chiến đấu càng thêm điên cuồng lên, cơ hồ đến liều mạng cấp độ. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị, nhìn về phía Hoàng Vô Lân ánh mắt tràn đầy đồng tình, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui nói, Hoàng Vô Lân, ngươi sẽ không thực làm cái kia ếch xanh nhân sủng a. Tiêu Phàm lúc trước thế nhưng là được chứng kiến thánh thổ thần Hoa tự luyến, nếu như Hoàng Vô Lân trở thành hắn người sủng, không thể thiếu bị ngược đãi. Hiện tại Hoàng Vô Lân nhìn qua không có quá nhiều vấn đề. Nhưng Tiêu Phàm đã có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần của hắn xuất hiện vấn đề. Nhất là nghe được Hoa ra hai chữ này lúc, là vừa hận lại kính. Giống, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hoàng Vô Lân ngửa mặt lên trời gào thét, xuất thủ càng thêm điên cuồng lên, con ngươi cũng biến thành đỏ bừng hết sức, gầm thét lên, ta muốn giết ngươi. Quả nhiên, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, Hoàng Vô Lân tinh thần quả nhiên xuất hiện vấn đề. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm trong lòng càng thêm đề phòng, nếu là thánh thổ thần Hoa ở chỗ này, hắn nhất định phải lập tức chạy trốn. Cùng người không bình thường cùng một chỗ ngốc lâu đều sẽ trở nên không bình thường,
huống chi cùng không bình thường thần thú thời gian dài ở cùng một chỗ đây. Thở sâu, Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Hoang Vô Lân, quay người liền hướng lấy một phương hướng khác cũng như chạy trốn bay đi. Nếu đã tới, như vậy vội vã đi làm gì? Tiêu Phàm vừa mới phi ra mấy trăm trượng, đột nhiên một đạo hí ngược thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm không khỏi dùng mình một cái, bỗng nhiên ngừng thân hình. Đồng thời, một đạo hơi nhỏ thân ảnh in vào trong con ngươi của hắn, ở hắn số bên ngoài hơn 10 trượng, một cái ăn mặc quần cộc hoa hoàng kim con ếch một chảo chống nạnh, một chảo chống đỡ lấy đầu, nghiêng dựa vào hư không, nhìn qua muốn bao nhiêu phong tao có bao nhiêu phong tao. Lại là cái này chết biến thái, Tiêu Phàm trong lòng giận mắng một tiếng. Rất hiển nhiên, cái này quần cộc hoa hoàng kim con ếch chính là thánh thổ thần hoa, lần trước Tiêu Phàm thật vất vả từ trong tay hắn đào thoát, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ nó. Nhìn thấy thánh thổ thần hoa một khắc này, Tiêu Phàm không chút do dự đem thời không thiên châu nắm trong tay, đồng thời làm xong thi triển tu la cửu biến chuẩn bị. Đừng sốt sắng như vậy, người thế nhưng là tu la tử không phải là không sợ hãi sao? Thánh thổ thần hoa nhếch miệng cười nói, 10 điểm nhân tính hóa. Không khẩn trương, tiểu gia gặp gỡ người cái này chết biến thái, không khẩn trương mới là lạ a. Đương nhiên, Tiêu Phàm lời này tuyệt đối là không dám nói ra, cái này thánh thổ thần hoa nhưng không biết cho hắn tu la tử mặt mũi, nếu nói ra, không thể thiếu muốn bị nó rút gân lột ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm trong lòng mặc dù cực kỳ không bình tĩnh, nhưng mặt ngoài lại không hề bận tâm. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, cái này thánh thổ thần hoa rõ ràng không chỉ là đại đế cảnh a, chí ít cũng là thánh đế cảnh. Nhưng thánh đế cảnh không phải không cho vào nhân tộc thí luyện cổ lộ sao, cái kia thánh thổ thần hoa lại là vào bằng cách nào đây? Chư thiên vạn giới, hoa ra đi đâu không được sao? Thánh thổ thần hoa 10 điểm khinh thường nói. Tiền bối nói là, Tiêu Phàm gật đầu một cái, không muốn cùng thánh thổ thần hoa quá nhiều dây dưa, nói tiền bối chậm rãi đi dạo, vãn bối xin cáo từ trước. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Thánh thổ thần hoa ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Băng lãnh khí tức hướng về Tiêu Phàm cuốn tới. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cũng là ăn mềm không ăn cứng chủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sát lục luyện ngục bỗng nhiên xuất hiện ở hắn chung quanh, cười lạnh nói ta muốn đi, cần ngươi để sao? Thánh thổ thần hoa thực lực xác thực khủng bố, nhưng tại sát lục luyện ngục bên trong, nó cũng chỉ có thể phát huy ra thần vương cảnh tu vi mà thôi, Tiêu Phàm há lại sẽ e ngại nó. Nguyên lai luyện hóa sát lục luyện ngục, người cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản hoa ra sao? Thánh thổ thần hoa khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói, gánh vác lấy song chảo, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, chẳng lẽ sát lục luyện ngục đối với nó vô dụng? Người có thể thử xem, Tiêu Phàm nhíu mày, lấy hắn bây giờ linh hồn chi lực, căn bản không sợ thánh thổ thần hoa khí thế. Nếu là thánh thổ thần hoa thực có can đảm động thủ, Tiêu Phàm cũng không để ý để nó lột một tầng ra. Thánh thổ thần hoa ngừng thân hình, cùng Tiêu Phàm ngươi xem lấy ta nhìn vào ngươi, thật lâu rằng co. Ngươi thắng, thánh thổ thần hoa nhún nhún vai, nói tiểu tử, hiện tại ngươi có tư cách cùng hoa ra nói chuyện, hoa ra nhìn ngươi thuận mắt, vừa vặn thật tốt sự tình muốn tìm một người hợp tác. Không có ý tứ, ta không hứng thú. Không đợi thánh thổ thần hoa nói xong, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Cùng thánh thổ thần hoa hợp tác, Tiêu Phàm cũng không có ý nghĩ như vậy, cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Làm hai cá nhân thực lực không ngang nhau, giữa hai người quan hệ là không thể nào xuất hiện hợp tác quan hệ như vậy, tối đa cũng liền lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm liền lợi dụng thánh thổ thần hoa tư cách đều không có, cùng hắn hợp mưu, không khác bảo hổ lột ra. Nói xong, Tiêu Phàm lách mình liền hướng lấy nơi xa bay đi, lấy thực lực của hắn bây giờ đến xem. Cách thánh thổ thần hoa càng xa càng tốt. Tiểu tử, ngươi nếu rời đi, hoa ra cam đoan ngươi sẽ hối hận. Thánh thổ thần hoa cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, hướng về nơi xa đi đến. Thánh thổ thần hoa nhìn thấy Tiêu Phàm không tin hắn, phổi đều kém chút tức nổ tung, đành phải ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký, trầm giọng nói chẳng lẽ, ngươi nghĩ tu la tộc triệt để diệt tộc sao? Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm bước chân dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn xem thánh thổ thần hoa nói, ngươi nói cái gì? Tiểu tử,
ngươi không phải nói không cùng Oa gia hợp tác sao? Thánh thổ thần Oa lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, nói, ngươi bây giờ có thể đi. Tiêu Phàm nhíu mày, mắt lạnh mà xem. Tu La tộc truyền thừa vô số tuế nguyệt, ngươi như thế nào nói diệt liền diệt. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi, căn bản lười nhác nhìn nhiều thánh thổ thần Oa một cái. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch, thánh thổ thần Oa là đang cố ý khích tướng hắn, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không phải người ngu, há lại sẽ bị hắn khích tướng. Tu La tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, mặc dù có lên có xuống, nhưng truyền thừa chưa từng đứt đoạn, chỉ bằng điểm này, liền đủ để chứng minh Tu La tộc cường đại. Thánh thổ thần Oa thực lực đặt ở bây giờ là mạnh, nhưng đặt ở trước kia Tu La tộc, lại tính là thứ gì, liền nó há miệng, cũng có thể quyết định Tu La tộc tồn vong. Ở Tiêu Phàm xem ra, thánh thổ thần Oa mà nói căn bản chính là chê cười, chính nó cho trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Nói câu không dễ nghe điểm, chính là nhân tộc 3000 vực đều hủy diệt, Tu La tộc cũng chưa chắc sẽ bị tiêu diệt. Đây không phải Tiêu Phàm tự đại, mà là hắn có sức mạnh như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, thánh thổ thần Oa trên mặt vẻ đắc ý lập tức biến mất, thay vào đó là vô tận phẫn nộ, hét lớn, tiểu tử, Oa gia thật không có lừa ngươi. Ngươi tu luyện tới bây giờ, có từng gặp qua ngươi Tu La tộc chí bảo? Cái gì chí bảo? Tiêu Phàm sững sờ, thánh thổ thần Oa lo lắng ngữ khí, hẳn không có nói láo. Hơn nữa, Tiêu Phàm cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn từ lấy được Tu La truyền thừa cho tới bây giờ, cũng vẻn vẹn biết rõ Tu La tộc truyền thừa công pháp vô tận chiến điển. Về phần chí bảo, Tiêu Phàm lại còn coi chưa thấy qua, vô luận là vô tận chi hỏa, vẫn là Tu La kiếm. Cũng là thần vô tận lấy được hoặc là luyện chế, chỉ là về sau truyền thừa cho Tiêu Phàm mà thôi. Dựa theo lẽ thường mà nói, dạng này đại tộc, đều sẽ có tộc trưởng vật truyền thừa, tỉ như Nam Cung Tiêu Tiêu ban đầu ở chiến hồn đại lục lấy được chiến tộc chiến thiên kích. Đoạn thời gian trước, Diệp Khuynh Thành thức tỉnh Diệp gia tiên tổ huyết mạch chi lực, lấy được chuôi này tuyệt thế thần kiếm, cũng là thuộc về truyền thừa chí bảo. Nhưng Tu La tộc truyền thừa chí bảo, Tiêu Phàm đừng nói gặp. Chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại ngươi tin tưởng Oa gia lời nói. Thánh thổ thần Oa lại bắt đầu đắc ý lên. Cho ngươi thời gian ba hơi thở, không nói tiểu gia không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Tiêu Phàm khinh thường nói. Tu La tộc chí bảo, Tiêu Phàm tự nhiên là nghĩ ra được, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chỉ ỷ vào một món bảo vật mà thôi. Tuy ông đã từng đã nói với Tiêu Phàm, trừ bỏ tự thân ngạnh thực lực. Mọi thứ đều là vật ngoài thân, chỉ có tự thân ngạnh thực lực tăng lên, mới thật sự là tăng lên. Về phần pháp bảo, dĩ nhiên có thể tăng lên người thực lực, nhưng là dễ dàng để một người lười biếng. Bởi vậy, Tiêu Phàm đối Tu La tộc chí bảo cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ là hắn tương đối quan tâm, Tu La tộc chí bảo chúng là có phải có cùng truyền thừa vật có liên quan. Thánh thổ thần Oa khóe miệng giật một cái, nó trong lòng thầm mắng không thôi. Làm sao cảm giác là mình đang cầu xin Tiêu Phàm cùng hợp tác với mình đây? Có phải hay không cái này mở ra phương thức có điểm gì là lạ a? Người ngay cả Tu La tộc chí bảo đều không biết. Thánh thổ thần Oa khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm nói, không buông tha bất luận cái gì đã kích Tiêu Phàm cơ hội. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, lại vội vàng nói, Tu La tộc chí bảo, tên là Chấn Thế Đồng Quan. Chấn Thế Đồng Quan. Tiêu Phàm nhíu mày, cái tên này hắn luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, Hoàng Vô Lân đều nhìn không được, nhìn không được giễu cợt nói, liền thái cổ thần giới lịch cổ 10 đại chí bảo bài danh thứ 3 Chấn Thế Đồng Quan đều chưa nghe nói qua, quả nhiên không hổ là cái nào địa phương nhỏ người đi ra ngoài. Thánh thổ thần Oa nghe vậy, cũng là nhe răng cười một tiếng, Hoàng Vô Lân đã kích Tiêu Phàm, nhưng hắn trong lòng có chút trộm sảng khoái. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, tiếp tục hỏi, cái gì là lịch cổ 10 đại chí bảo? Thánh thổ thần Oa cùng Hoang Vô Lân nghe vậy, hai người kém chút thổ huyết mới ngã xuống đất, đã mất đi cùng Tiêu Phàm trao đổi lòng tin. Tiêu Phàm là thật không biết lịch cổ 10 đại chí bảo, bởi vì hắn vẫn luôn chú trọng cá nhân tu dưỡng, cho nên chưa bao giờ quan tâm tới pháp bảo, chớ đừng nói gì lịch cổ 10 đại chí bảo. Nhìn thấy hai người không nói. Tiêu Phàm trực tiếp ở Tu La truyền thừa bên trong tìm tòi, hắn tin tưởng, Tu La truyền thừa bên trong phải có ghi chép. Nhưng mà, để Tiêu Phàm thất vọng là, Tu La truyền thừa bên trong, cũng không có liên quan tới lịch cổ 10 đại chí bảo ghi chép.
tiểu tử, Oa gia hiện tại rất hoài nghi, ngươi là không phải chân chính Tu La tử. Thánh thổ thần Oa nhịn không được nhổ nước bọt nói, cũng khó trách nó không tin, Tu La tử ngay cả lịch cổ 10 đại chí bảo đều không biết sao. Thật 100%, Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn cũng biết, thánh thổ thần Oa đoán chừng là sẽ không theo bản thân giải thích nhiều như vậy. Về phần Hoang Vô Lân, nhìn hắn cái kia khổ đại cừu thâm bộ dáng, càng thêm không có khả năng cùng bản thân giải thích lịch cổ 10 đại chí bảo là cái đó 10 đại. Khụ khụ, thánh thổ thần Oa cũng là cầm Tiêu Phàm không có nửa điểm tính tình, chỉ có thể ho khan đến làm dịu xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, chấn thế đồng quan ở nơi này vô trần thiên khuyết ha. Tại sao lại không chứ? Thánh thổ thần Oa nhún nhún vai nói, năm đó vô trần thiên cung, vốn liền cùng Tu La tộc đi rất gần, đem chấn thế đồng quan mai táng ở vô trần thiên khuyết cũng rất bình thường a. Hơn nữa, thượng cổ một trận chiến, chấn thế đồng quan tổn hại, cũng nhất định phải mượn nhờ thánh linh táng thổ vô tận thi khí tới sửa phục, chỉ là ta không biết chấn thế đồng quan bị phong ấn ở cái đó mà thôi. Chiếu ngươi ý tứ, chấn thế đồng quan về ta, vậy ngươi chẳng phải là không chiếm được chỗ tốt gì. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn cũng không cho rằng, thánh thổ thần Oa sẽ tốt như thế, đem chấn thế đồng quan tặng cho bản thân. Chấn thế đồng quan về ngươi, nhưng ta muốn lấy bên trong một vật, cần ngươi giúp ta mở nó ra. Thánh thổ thần Oa hết sức trịnh trọng nói. Chỉ đơn giản như vậy, Tiêu Phàm hồ nghi nói, hắn mười điểm hoài nghi thánh thổ thần Oa trong giọng nói chân thật tính. Chỉ đơn giản như vậy, thánh thổ thần Oa khẳng định gật đầu nói. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm gật đầu cười, kia hợp tác vui vẻ. Tiêu Phàm chính mình cũng không nghĩ tới sẽ đáp ứng cùng thánh thổ thần Oa hợp tác, nhưng hắn trong lòng có loại trực giác, nếu là có thể tìm tới chấn thế đồng quan, bản thân có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Về phần thánh thổ thần Oa cần chấn thế đồng quan bên trong thứ gì, Tiêu Phàm không biết, cũng không có hứng thú biết rõ, dù sao đến lúc đó hắn có thể đủ nhìn thấy. Trước đó, thánh thổ thần Oa là không thể nào tìm hắn để gây sự, bởi vì nó còn phải lợi dụng Tiêu Phàm tìm tới cùng mở ra chấn thế đồng quan, mới có thể vào tay vật mình muốn. Hợp tác vui vẻ, thánh thổ thần Oa cũng cười cười, tựa như thở dài một hơi đồng dạng, nói, ngươi yên tâm, chấn thế đồng quan năm đó mặc dù hư hao, nhưng qua hơn triệu uẩn dưỡng, hẳn là cũng kém không nhiều chữa trị hoàn thành. Hy vọng như thế, Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường. Nếu như chấn thế đồng quan chữa trị hoàn thành, lấy thánh thổ thần Oa bản tính, đoán chừng mới sẽ không đem nó tặng cho hắn Tiêu Phàm A, đến lúc đó vẫn là tránh không được một phen chiến đấu. Bất quá có được sát lục luyện ngục, Tiêu Phàm cũng không e ngại, chỉ ít sức tự vệ vẫn phải có. Như thế nào mới có thể tìm tới chấn thế đồng quan? Tiêu Phàm lại hỏi, vô trần thiên khuyết bí cảnh không biết mở ra bao lâu thời gian, hắn có thể không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Ở Tiêu Phàm trong lòng, nếu là chấn thế đồng quan bên trong không có liên quan tới Tu La tộc truyền thừa đồ vật, còn không bằng hắn đi nhiều tìm hai đầu nguyên tinh khoáng mạch bây giờ tới. Chấn thế đồng quan chính là Tu La tộc chí bảo, phía trên lưu lại qua lịch đại Tu La tộc tộc trưởng huyết mạch ấn ký, ngươi chỉ cần dùng huyết mạch chi lực cảm ứng liền có thể. Thánh thổ thần Oa giải thích nói, đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng nóng rực. Có đúng không? Tiêu Phàm cười khẽ. Ngay sau đó kích phát thể nội vô tận chiến huyết, nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng đến. Vì đề phòng thánh thổ thần Oa cùng Hoang Vô Lân đánh lén, hắn còn cố ý triệu hoán ra sát lục luyện ngục, làm tốt tùy thời phòng ngự chuẩn bị. Thánh thổ thần Oa mười điểm khó chịu, thế nhưng không tiện nói gì, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là Tiêu Phàm địch nhân, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông xuống tất cả thành kiến đây. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại. Nhưng hắn căn bản không có cảm ứng được khác thường năng lượng ba động. Không có, Tiêu Phàm thu hồi huyết mạch chi lực, khẽ lắc đầu nói. Thánh thổ thần Oa cũng lộ ra vẻ thất vọng, nói, vô trần thiên khuyết bị chia làm vô số không gian, hẳn là không ở mảnh không gian này mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, khả năng này rất lớn, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không có quá nhiều thời gian ở trong này bồi ngươi lãng phí, chờ ta tìm được chấn thế đồng quan, thông báo tiếp ngươi. Tiêu Phàm tiện tay ném cho thánh thổ thần Oa một mai truyền âm ngọc phù, ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bay đi. Uy thánh thổ thần Oa muốn gọi ngụ Tiêu Phàm,
có thể Tiêu Phàm một lần này không có ngừng xuống tới, rất nhanh liền biến mất cuối trời. Qua ra, tiểu tử này quá ngông cuồng, ta đi giết hắn. Hoàng Vô Lân phẫn nộ nói. Ngươi giết phải chết hắn sao? Thánh Thổ Thần Oa trợn trắng mắt, liền hắn đều chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm, huống chi hắn Hoàng Vô Lân. Hoàng Vô Lân á khẩu không trả lời được, vừa rồi cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn đã toàn lực công kích, có thể Tiêu Phàm lại thành thạo. Nhất là làm Tiêu Phàm triệu hồi ra sát lục luyện ngục thời điểm, hắn trong lòng dâng lên một loại bất an mãnh liệt, lấy hắn thực lực, là không thể nào giết chết Tiêu Phàm. Qua ra, thứ ngươi muốn, hắn nếu là tìm được chấn thế đồng quan, không cho làm sao bây giờ? Hoàng Vô Lân lại hỏi. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm là hoàn toàn không tin chấn thế đồng quan ở chỗ này, phải biết, đây chính là thái cổ thần giới lịch cổ 10 đại chí bảo một trong A. Hắn dám không cho, Thánh Thổ Thần Oa tức giận nói, ngay sau đó trong lòng lại bổ sung một câu, căn bản không cần hắn cho, chỉ cần hắn tìm tới chấn thế đồng quan là được rồi. Chờ xem, Oa ra sớm muộn phải cho hắn một chút giáo huấn. Thánh Thổ Thần Oa rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, tốt rồi, chúng ta cũng đi, cái này Vô Trần Thiên Khuyết đồ tốt cũng không ít. Hoàng Vô Lân trong lòng giận mắng không thôi, nơi này đồ tốt là không ít, đều rơi vào tay của ngươi. Ta không có cái gì lấy được. Lại nói Tiêu Phàm rời đi, lại là cũng không hề rời đi mảnh không gian này, mà là cố ý né tránh Thánh Thổ Thần Hoa mà thôi. Sau nửa canh giờ, hắn ở một vùng thung lũng ngừng lại, cau mày đánh giá bốn phía, buồn bực nói, không đúng, vừa mới cảm ứng phương hướng, hẳn là kề bên này mới đúng. Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng không phải là cái gì đều không cảm ứng được, chỉ là hắn không nguyện ý cùng Thánh Thổ Thần Hoa chia sẻ mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến cỗ kia yếu ớt mà kỳ diệu năng lượng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, đồng thời, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, lăng không chém một cái, một giải lụa bắn ra. Oanh long nổ mạnh truyền ra, một ngọn núi bị Tiêu Phàm tung bay, mặt đất càng là lộ ra một cái hố sâu to lớn. Tiêu Phàm lách mình hướng về trong hố sâu đi, chỉ chốc lát sau, vẻ mặt phiền muộn từ trong hố sâu đi ra. Không nghĩ tới ta cảm ứng được dĩ nhiên là khi thiên huyết quan, nếu như nơi này khắp nơi đều là khi thiên huyết quan mà nói, muốn tìm được chấn thế đồng quan quá khó khăn. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Thậm chí, hắn đang nghĩ, nếu là chấn thế đồng quan không cẩn thận bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người mang đi, vậy thì phiền toái. Coi như Bích Lạc Hoàng Tuyền người mang đi chấn thế đồng quan, bằng vào ta thể nội vô tận chiến huyết, hẳn là cũng có thể cảm ứng được. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra một cỗ sát khí, nhìn về phía cách đó không xa trong cổ lâm, lạnh giọng nói, ra đi. Hô hô, vừa dứt lời, mấy bóng người liền từ trong cổ lâm thoáng hiện mà ra, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiểu tử, thức thời một chút, đem đồ vật giao ra. Trong đó một người áo đen con mắt u lãnh hướng về Tiêu Phàm nói. Thứ gì? Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu nhìn xem đối diện hắc y nhân. Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch bọn họ muốn là vật gì, những người trước mắt này rõ ràng là Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, mà Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ tiến vào Vô Trần Thiên Khuyết, không phải là vì khi thiên huyết quan sao. Mảnh không gian này khi thiên huyết quan đã rơi trong tay hắn, đối phương đương nhiên sẽ không thả hắn rời đi. Tiểu tử, đừng làm bộ hồ đồ, đem đồ vật giao ra, chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Người áo đen cầm đầu tiếp tục nói. Để cho ta rời đi sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nếu là mình thực đem khi thiên huyết quan giao cho bọn hắn, đoán chừng sẽ không chút do dự ra tay giết hắn a. Bất quá, mấy người kia thực lực, Tiêu Phàm còn không để trong lòng. Lão đại, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, nắm lấy hắn hảo hảo tra tấn một phen, sợ hãi hắn không giao ra sao? Một người khác vóc dáng khôi ngô hắc y nhân tức giận nói. Dứt lời, hắn đạp chân xuống, một bước tiến lên, lấy tay hóa chảo, hướng về Tiêu Phàm cổ họng chộp tới. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong tay Tu La kiếm nhấc lên, một đạo thần hồng bộc phát ra, trong nháy mắt từ cái kia khôi ngô hắc y nhân trên người hiện lên. Sau một khắc, ở còn lại mấy người trong ánh mắt kinh hãi, khôi ngô hắc y nhân thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, ngay sau đó bị kiếm khí quấy đến vỡ nát. Tiểu tử, người muốn chết. Dám đụng đến ta Bích Lạc Hoàng Tuyền người.
Người áo đen cầm đầu gầm thét lên, cũng không phải chưa từng giết. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, lộ ra một bộ thần sắc lơ đễnh, khóe miệng ôm lấy một nụ cười. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình động, cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống hơn mấy chục độ, hư không đã nổi lên sương lạnh. Mấy người này bắt đầu không xuất hiện còn tốt, từ khi bọn họ muốn cướp đoạt Tiêu Phàm trong tay khi Thiên Huyết Quan bắt đầu, bọn họ đã định trước là một chút người chết. Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại đến mức nào Tiêu Phàm không biết, nhưng ít ra không phải bây giờ Tu La Điện có thể so sánh. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm không có ý định buông tha mấy người kia, hắn cũng không muốn bị Bích Lạc Hoàng Tuyền nhớ thương bên trên. Bích Lạc Hoàng Tuyền người cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, bình thường vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần báo ra Bích Lạc Hoàng Tuyền mấy chữ này, đều không có ai dám đối bọn hắn động thủ. Nhưng mà, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, hôm nay bản thân báo ra Bích Lạc Hoàng Tuyền danh tiếng lúc, đối phương sát ý càng tăng lên. Mấy người cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ phía dưới tu vi, hơn nữa sát thủ phần lớn không am hiểu chính diện giao phong, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Chỉ một lát sau thời gian, trừ bỏ người áo đen cầm đầu bên ngoài, mấy cái khác hắc y nhân đều bị Tiêu Phàm chém giết. Người áo đen cầm đầu giống như con gà một dạng bị Tiêu Phàm bóp cổ, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Giết ta, hắc y nhân nhe răng trợn mắt nói. Hắn cũng không có sợ hãi, xem như sát thủ, vốn là liếm máu trên miệng đao thời gian, cũng đã sớm làm xong bị giết chuẩn bị. Tiêu Phàm cong ngón búng ra, vài vô tận chi hỏa rơi vào mấy cổ thi thể kia bên trên, chỉ chốc lát sau liền cái gì đều không lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía hắc y nhân nói, xem ra, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ người thật đúng là không ít, các ngươi đã là ta gặp nhóm thứ hai. Hắc y nhân nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi giết bọn hắn. Hắc y nhân cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt đỏ lên hết sức. Bọn họ muốn giết ta, người cảm thấy ta sẽ buông tha bọn họ sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó hai con ngươi trong nháy mắt biến thành lục sắc, bắn ra hai đạo lưu quang tiến nhập hắc y nhân trong đầu. Tiêu Phàm cũng không muốn cùng hắn lãng phí quá nhiều thời gian, lưu hắn lại, cũng chỉ là muốn đối hắn thi triển chủng ma chi thuật, hy vọng có thể từ trong trí nhớ của hắn lấy được càng nhiều tin tức hơn mà thôi. Lấy hắn đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, đối một cái đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ thi triển chủng ma chi thuật, tự nhiên không phải nhiều khó khăn sự tình. 10 cái hô hấp sau, Tiêu Phàm liền ngừng lại, híp hai mắt nói, tổng cộng thập nhị chi đội ngũ sao? Nếu như Bích Lạc Hoàng Tuyền tiến vào vô trần thiên khuyết thực chỉ có thập nhị chi đội ngũ mà nói, như vậy hiện tại có 2 cái đội ngũ chết ở trong tay hắn, còn thừa lại 10 chi đội ngũ. Không thể không nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền vận khí thật không phải là rất tốt, vô trần thiên khuyết mênh mông như vậy, vậy mà để Tiêu Phàm đụng phải 2 chi đội ngũ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắc y nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm không có trả lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắc y nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm xóa đi ý chí, biến thành một bộ cái xác không hồn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy tay vung lên. Lại có 4 cỗ huyết quan xuất hiện, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, mở ra 4 cỗ khi thiên huyết quan, bên trong có 4 cỗ thi thể bắn ra. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại lấy ra một bộ thần điêu, cùng 4 cỗ thần thi một dạng đổi lại áo bào màu đen, hơn nữa che mặt, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Còn thiếu một chút cái gì? Nhìn thấy cái kia 4 cỗ thần thi, Tiêu Phàm luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Đột nhiên! Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, phân ra 4 cỗ linh hồn phân thân nhập chủ 4 cỗ thượng cổ thần thi. Chỉ một thoáng, để Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy nguyên bản hầu như không còn sinh khí 4 cỗ thượng cổ thần thi, đột nhiên tựa như một lần nữa sống lại một dạng. Cặp mắt đục ngầu kia, vậy mà cũng biến thành hết sức trong suốt lên. Không đúng, khi thiên huyết quan tác dụng là vì để cho người ta phục sinh, vì sao những cái này thần thi chỉ là nhục thân phục hồi như cũ? Nhưng không có linh hồn đây. Tiêu Phàm đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó. Cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc, bởi vì những cái này khi thiên huyết quan căn bản không có đưa đến tác dụng. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết,
sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, khỏi cần phải nói, chính là một bộ khi thiên huyết quan, đó cũng là phải hao phí cái giá cực lớn. Hơn nữa, Tiêu Phàm từ người áo đen kia trong trí nhớ chiếm được một cái tin tức trọng yếu, kia liền là những cái này khi thiên huyết quan cùng thần thi, cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyền vụng trộm bỏ vào. Về phần tại sao, Hắc Y Nhân không biết, đoán chừng cũng là không tư cách biết rõ. Nhưng Tiêu Phàm minh bạch, Bích Lạc Hoàng Tuyền làm như thế, khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền chỉ là muốn tạo nên mấy chục cỗ thượng cổ thần thi? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, mấy chục cỗ thượng cổ thần thi, nếu như chỉ là đại đế cảnh mà nói, cái này đại giới hoa căn bản không đáng, dù là cũng là thánh đế cảnh, đối với Bích Lạc Hoàng Tuyền mà nói, cũng không có kiếm lời lớn. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào bốn cỗ thần thi phía trên, cẩn thận quan sát. Thi thể 10 điểm hoàn hảo, làn da trong suốt thấu triệt, giống như dương chi ngọc thạch đồng dạng, cho người ta một loại vô cùng mịn màng cảm giác, nhưng cường độ, đoán chừng đại bộ phận đế binh cũng không sánh nổi. Đây là cái gì? Đột nhiên, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trong mắt của hắn cũng biến thành màu máu, giờ khắc này, trong mắt của hắn thần thi bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy cái kia thần thi thể bên trong, lưu động từng tia nồng nặc sương mù màu đen mặc dù cho người ta một loại mỏng manh cảm giác, nhưng lại tản ra một cỗ kinh thiên năng lượng ba động. Dù là lấy Tiêu Phàm kiến thức, cũng không biết loại năng lượng này là vật gì. Đơn thuần liền năng lượng ba động đến xem, hắn so hỗn độn chi khí cũng không yếu mảy may, thậm chí càng thực dụng một phần. Dù sao, hỗn độn chi khí thần vương cảnh đều có thể nhìn thấy, nhưng lại căn bản là không có cách hấp thu, dù là đại đế cảnh, thậm chí thánh đế cảnh cũng là như thế. Nhưng trước mắt này sương mù màu đen, lại là có thể hấp thu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thử nghiệm rút lấy một tia, luyện hóa vào thể, nhìn xem cái này sương mù màu đen đến cùng là cái gì, có lẽ có thể cởi ra thượng cổ thần thi bí mật cũng khó nói. Oanh, hắc sắc phụ ti vừa mới nhập thể, Tiêu Phàm trên người liền bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo. Thể nội thần lực cũng biến thành hết sức táo động, không ngừng đánh thẳng vào bốn phía kinh mạch. Tiêu Phàm ngoại thân, càng là đã nứt ra từng đạo khe hở, máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể tựa như muốn nổ lên một dạng. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, câu thông lấy bạch sắc thạch đầu, bắt đầu luyện hóa cái kia một sợi sương mù màu đen. Nhưng mà, cỗ kia sức trùng kích to lớn độ cũng không giảm bớt, Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ đã vỡ ra. Ngoại thân cũng vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Tốt ở thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu, để bạch sắc thạch đầu nuốt lấy đại bộ phận năng lượng, lúc này mới chế trụ cỗ năng lượng kia bạo động. Tê Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vẻn vẹn một sợi hắc sắc phụ thi, kém chút đem nhục thể của hắn no bạo, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây? Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đại đế cảnh A, muốn đem hắn no bạo. Thực sự quá khó khăn, có thể nghĩ một sợi này hắc sắc phụ ti ẩn chứa dồi dào năng lượng. Hướng về thể nội chậm rãi trở nên mỏng manh hắc sắc phụ ti, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, run giọng nói, đây sẽ không là trong truyền thuyết cửu u chi khí a. Cửu u chi khí, Tiêu Phàm nội tâm rung động không hiểu, nếu như đây quả thật là cửu u chi khí mà nói, vậy mình coi như phát đạt. Đại đế cảnh tu luyện, dựa vào là cái gì? Khí số. Nhưng khí số lại là thế nào có được đây? Tự nhiên là luyện hóa nguyên khí mà đến, mà nguyên khí, lại là đến từ nguyên thạch cùng nguyên tinh. Nguyên khí, tên như ý nghĩa, là bản nguyên chi khí, chính là cao hơn thần linh chi khí, thuộc về bổn nguyên lực lượng. Mà cửu u chi khí, chính là một loại tinh khiết nhất nguyên khí, ẩn chứa năng lượng bàng bạc cùng số mệnh, dù là đối với thánh đế cảnh, cũng là chân bảo hiếm thế. Một tia cửu u chi khí. Năng lượng ẩn chứa thì đến được một mức độ đáng sợ, đủ để đem đại đế cảnh no bạo. Cũng may Tiêu Phàm kinh mạch 10 điểm cứng cáp, hơn nữa cực kỳ bao la hùng vĩ, có thể gánh chịu đầy đủ năng lượng vận chuyển, hơn nữa còn có bạch sắc thạch đầu hỗ trợ. Bằng không mà nói, vừa rồi Tiêu Phàm tuyệt đối đã bị no bạo, dù là không chết cũng tàn phế. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kích động, chuyến này, quả thực không có đến không. Chỉ là lấy được bốn bộ này thượng cổ thần thi, tuyệt đối so với lấy được một đầu kia nguyên tinh khoáng mạch còn chân quý hơn, thậm chí hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Phải biết, một sợi cửu u chi khí,
chí ít cũng có thể tạo nên một cái đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, bốn cỗ thần thi thể nội, làm sao dừng lại ngàn sợi. Nếu như sử dụng thỏa đáng, cho dù tạo nên 1000 cái đại đế cảnh đỉnh phong cũng không nói chơi a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm có chút hối hận, sớm biết mình liền không nên hào phóng đem bốn cỗ thần thi đưa cho La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử. Tiêu Phàm cũng không biết Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo phải chăng nhìn ra cái kia bốn cỗ thần thi bí mật, nếu như không có, về sau có cơ hội nhất định phải đem cái kia bốn cỗ thần thi đòi lại. Thở sâu, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, trong lòng nói với chính mình, giống như vậy thần thi, vô trần thiên khuyết còn có 10 cái địa phương, mình còn có bó lớn cơ hội. Vô trần thiên khuyết bên trong những cơ duyên khác Tiêu Phàm đều có thể không quan tâm, nhưng là cái này thần thi, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục thành công luyện hóa thể nội cửu u chi khí, nhưng hắn kinh hãi là, dù là bạch sắc thạch đầu thôn vệ đại bộ phận năng lượng, hắn bản thân cũng dung luyện gần 100 nguyên khí số. Chỉ bất quá muốn đem những cái này khí số hoàn toàn luyện hóa, còn cần thời gian nhất định. Bốn bộ này thần thi bên trong cửu u chi khí, hẳn là đầy đủ để cho ta đột phá đại đế đỉnh phong. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Kỳ thật đừng nói đại đế cảnh đỉnh phong, chính là nhường hắn đột phá thánh đế cảnh, đoán chừng cũng không nói chơi. Chỉ là nhục thân muốn dung hợp nhiều như vậy khí số, cũng là một cái quá trình khá dài, tuyệt đối không phải một lần là xong. Bích Lạc Hoàng Tuyền mặt khác 10 chi đội ngũ đã tiến đến có một đoạn thời gian, ta phải mau chóng hành động mới được. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Ngay sau đó khóe miệng dương lên, thân hình khẽ động, lại biến thành khác một khuôn mặt. Tuy nhiên ta không nghĩ biến thành đế tử yên, nhưng trở thành cái kia hỏa lão đầu lại là không có vấn đề gì. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Đoạn thời gian trước, hắn cho bác thần tinh hồn kéo cửu hận đã đủ nhiều, cho nên một lần này không có lựa chọn biến thành bác thần tinh hồn, mà là biến thành đế tử gia tộc người. Đế tử gia tộc tra tấn tiểu kim cũng có khả năng vì vậy mà chết, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không buông tha đế tử gia tộc. Hiện tại không thể trắng trợn tìm đế tử gia tộc báo thù, nhưng là gián tiếp dùng một chút thủ đoạn nhỏ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đi, ra lệnh một tiếng, Tiêu Phàm liền dẫn đầu hướng về một không gian khác bay đi. Hắn có thể đủ cảm ứng được khi thiên huyết quan tồn tại, tự nhiên so Bích Lạc Hoàng Tuyền người tìm kiếm phải nhanh chóng rất nhiều, chỉ là hắn hiện tại chỉ có một người, bằng không mà nói, hắn một bộ thần thi cũng sẽ không cho Bích Lạc Hoàng Tuyền người lưu lại. Tiêu Phàm đã ẩn ẩn đoán được Hoàng Tuyền Bích Lạc lúc trước chôn xuống nhiều như vậy khi thiên huyết quan mục đích, bọn họ cũng không phải là vì phục sinh huyết quan bên trong người, mà là nghĩ ra được những cái này cửu u chi khí mà thôi. Mặc dù hắn không biết Bích Lạc Hoàng Tuyền là làm được bằng cách nào, nhưng khi thiên huyết quan có thể liên tiếp cửu u địa ngục, liền có thể giải thích rất hay điểm này. Đến mỗi một vùng không gian, Tiêu Phàm đều sẽ nhắm mắt cảm ứng khi thiên huyết quan tồn tại, liên tục đi hết mấy chỗ không gian, Tiêu Phàm đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến sau 3 canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục cảm nhận được khi thiên huyết quan tán phát phi diệu năng lượng ba động. Lần này, Tiêu Phàm 10 điểm cẩn thận đào ra 3 bộ khi thiên huyết quan, ở Bích Lạc Hoàng Tuyền người đuổi tới trước đó, hắn đã rời đi, cũng không có cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền người chạm mặt dự định. Cũng không phải hắn không muốn diệt Bích Lạc Hoàng Tuyền người, mà là hắn không có đầy đủ thời gian đi đối phó một số người này, hắn hiện tại thế nhưng là cùng thời gian thi chạy, làm hết khả năng cướp đoạt thượng cổ thần thi. 3 ngày sau, Tiêu Phàm rốt cục cũng ngừng lại, 3 ngày, hắn cướp đoạt 6 chi đội ngũ thượng cổ thần thi, tăng thêm phía trước 1 chi đội ngũ, tổng cộng có 7 chi đội ngũ thần thi bị hắn lấy được, tổng cộng có được 32 cỗ thần thi. Đồng dạng, trừ bỏ trước mặt nhất 2 chi đội ngũ bị hắn giết bên ngoài, mặt khác 6 chi đội ngũ, Tiêu Phàm chỉ gặp 1 chi, đại chiến một phen về sau, Tiêu Phàm cố ý lộ ra mặt mũi của mình, liền mang theo những người kia trực tiếp rời đi. Hắn tin tưởng, lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền thực lực, hẳn là có thể tra được đế tử gia tộc trên người, đến lúc đó nếu là phát sinh một điểm chuyện không nghĩ tới, vậy liền có ý tứ. Tiếp xuống mấy ngày, Tiêu Phàm mang theo mấy cỗ thần thi ở các nơi không gian tiếp tục tìm kiếm lấy, nhưng mà, lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì khi thiên mạch máu tung tích. Không cần nghĩ cũng biết, còn lại cái kia 4 cái địa phương thượng cổ thần thi, khẳng định đã bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người lấy đi. Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Tiêu Phàm cũng không có cách nào Bích Lạc Hoàng Tuyền người khi lấy được khi thiên huyết quan về sau,
nhất định sẽ trước tiên rời đi nơi này, hắn nghĩ muốn cướp đoạt, cơ hồ đã là không thể nào. Có thể có được 28 cỗ thần thi, Tiêu Phàm đã hết sức hài lòng, huống chi, trừ bỏ 28 cỗ thần thi bên ngoài, cái kia 32 cỗ khi thiên huyết quan, cũng có thể không phải thứ đơn giản. Một ngày này, Tiêu Phàm xử lý sạch Bích Lạc Hoàng Tuyển Hắc Y Nhân, đem thần điêu cùng thần thi thu hồi đến, biến thành lúc đầu hình dạng. Hắn hiện tại, dù là đứng ở Bích Lạc Hoàng Tuyển tu sĩ trước mặt, đoán chừng cũng nhận không ở hắn. Khi thiên huyết quan toàn bộ đã lấy ra, hiện tại hẳn là có thể cảm ứng được chấn thế đồng quan rồi a hát. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, chuẩn bị tìm kiếm chấn thế đồng quan. Oanh, đột nhiên, một tiếng kinh thiên vang vọng từ tiền phương truyền đến, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy hai thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn lấy, ở tại bọn hắn hậu phương, càng là có hơn mấy chục đạo thân ảnh đang liều mạng truy sát. Nhìn thấy phía trước hai đạo thân ảnh kia, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, đây chẳng phải là La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử sao? Hai người bọn họ làm sao sẽ bị nhiều người như vậy truy sát đây? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào hậu phương những bóng người kia trên người lúc, hắn tựa như minh bạch cái gì? Chẳng lẽ trên người bọn họ thần thi bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người phát hiện? Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó không chút do dự xông tới. Tiêu Phàm, đi mau! Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo nhìn thấy Tiêu Phàm trước mặt bay tới, vội vàng quát to, hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiêu Phàm quét hai người một cái, lại là phát hiện, hai người máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bạch hết sức, hiển nhiên trước đó đã trải qua một trận đại chiến. Ân Minh Tử hai người nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, trên mặt càng ngày càng lo lắng, hậu phương một đám hắc y nhân nếu là đuổi theo, đến lúc đó bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm ngăn lại Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người nói. Lại nhìn hậu phương mấy chục người một cái, mỗi cá nhân trên người đều ẩn chứa cường đại huyết sát chi khí, hiển nhiên, những người này hẳn là Hoàng Tuyền Bích Lạc người. Chỉ có sát thủ, mới có được loại này đặc biệt huyết sát chi khí, người bình thường cũng không cảm ứng được. Đương nhiên, hắn sở dĩ dám ở lại, cũng là bởi vì hắn nhìn ra hậu phương những người kia thực lực. Mạnh nhất cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ mà thôi. Hô hô, một sát na này trần chờ, hậu phương hắc y nhân rốt cục chạy tới, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ bốn phía, đem bọn hắn vây ở trung ương. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người trên mặt lộ ra tuyệt vọng, trước đó bọn họ thế nhưng là hoa cái giá rất lớn mới thoát ra vòng vây, hiển nhiên lại lâm vào bên trong, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhưng căn bản không quan tâm. Tựa như hoàn toàn không đem những người này để ở trong lòng một dạng. Tiêu Phàm, một lần này phiền toái, những người này cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Ân Minh Tử đắng chát cười nói, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng sẽ không e ngại, ngược lại đã thấy ra một dạng. Ta biết, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền người cũng đánh qua nhiều lần qua lại. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra, chúng ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Trong đó một người áo đen lạnh lùng mở miệng, sát khí lạnh lẽo bao phủ Tiêu Phàm. Đồ vật không phải đã bị các ngươi đoạt đi sao? Chúng ta cũng là ngẫu nhiên lấy được mà thôi. La Vô Đạo tức giận nói, các ngươi nếu đuổi tận giết tuyệt, ta Cửu Huyền Đế vực cũng không phải ăn chay. Tiêu Phàm nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, Ân Minh Tử trên người bọn họ bốn cỗ thần thi cuối cùng vẫn là phát hiện. Bất quá nghe được La Vô Đạo uy hiếp Bích Lạc Hoàng Tuyền lời nói. Hắn lại là âm thầm lắc đầu, Cửu Huyền Đế vực có lẽ không yếu, nhưng hẳn là so ra kém Bích Lạc Hoàng Tuyền. Khỏi cần phải nói, chính là tiến vào vô trần thiên khuyết sát thủ, cũng có gần 100 tới 1, hơn nữa mỗi cái cũng là đại đế. Cửu Huyền Đế vực có thể chưa chắc có thể cầm được ra nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả, Bích Lạc Hoàng Tuyền nếu là nghĩ hủy diệt Cửu Huyền Đế vực mà nói, căn bản không cần phí quá nhiều sức lực. Ta Thái Minh Đế vực cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng tính có chút liên quan, các ngươi không muốn ép người quá đáng. Ân Minh Tử cũng hợp thời mở miệng nói. Lấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối không thể nào là trước mắt những sát thủ này đối thủ, đành phải chuyển ra hai đại đế vực, để những người này kiêng kỵ một lần. Nhưng mà, đối diện Hắc Y Nhân nghe được hai người mà nói, lại là không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Cửu Huyền Đế vực cùng Thái Minh Đế vực tính là thứ gì, ta Bích Lạc Hoàng Tuyền lật tay hủy diệt.
trong đó một người áo đen ngửa mặt lên trời cười to nói. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo sắc mặt hai người băng lãnh, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Các vị, có thể hay không nghe ta một lời? Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Ngươi tính là thứ gì? Người áo đen kia cười lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi. Tiêu Phàm thần sắc không động, mà là lật tay ở giữa lấy ra bốn bức khi thiên huyết quan, Bích Lạc Hoàng Tuyển sát thủ thấy thế, con ngươi không khỏi co rút lại một chút. Lúc này, Tiêu Phàm tiếp tục nói, bốn bộ này quan tài, là đựng bọn họ cái kia bốn cỗ thần thi, các ngươi đừng hiểu lầm, đây không phải là chúng ta cướp được, mà là nhặt được. Nhặt được, ngươi ở đâu nhặt được? Người áo đen kia thần sắc lạnh như băng nói. Liền ở phương hướng kia, Tiêu Phàm chỉ một cái phương hướng nói, hắn một lần này mới phát hiện, bản thân bất chi bất giác, đã về tới lần thứ nhất đụng tới Bích Lạc Hoàng Tuyển sát thủ không gian. Một đám hắc y nhân không hẹn mà cùng hướng về chân trời nhìn tới, bất quá cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm dáng vẻ. Tiêu Phàm ngược lại là không hoảng hốt không vội, nói, lúc ấy ba người chúng ta cùng một chỗ truyền tống đến mảnh không gian này, lại gặp một đám người đang chiến đấu, trong đó một phương không sai biệt lắm có 7 cái, đúng rồi, 7 người kia cùng các ngươi ăn mặc cơ hồ giống như đúc. Lời này vừa nói ra, đối diện hắc y nhân con người rõ ràng có biến hóa, đối Tiêu Phàm lời nói cũng tin tưởng mấy phần. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo trong lòng hai người kinh ngạc hết sức, bọn họ chỉ biết là Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm miệng cũng lợi hại như vậy. Cái này thần thi cùng khi thiên huyết quan ở đâu là bọn họ nhặt được, rõ ràng là giành được tốt ha. Bất quá, hai người cho dù biết rõ, cũng là tuyệt đối cũng không dám nói ra. Mặt khác một số người là ai? Người áo đen cầm đầu ngữ khí lạnh như băng nói, lộ ra một cỗ nồng nặc sát ý. Những người kia ta không nhận biết, Tiêu Phàm lắc đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ta còn nhớ rõ dung mạo của bọn hắn. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, hư không nhộn nhạo một trận thần lực ba động, sau đó tại hư không ngưng tụ thành 20, 30 tấm gương mặt. Hơn nữa, người cầm đầu là một nữ tử. Làm mọi người thấy nữ tử thời khắc, thần sắc mỗi người không giống nhau. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, hai người nhìn nhau, lại là càng thêm không hiểu, bọn họ không biết, Tiêu Phàm vì sao sẽ giá họa cho một nữ tử. Nhưng mà, đối diện Bích Lạc Hoàng Tuyền người nhìn thấy những người này thời khắc, lại là con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, hiển nhiên là nhận ra thân phận của bọn hắn. Chính là người kia, trước đó đoạt chúng ta thần thi. Đột nhiên, một người áo đen kinh hô một tiếng, chỉ trong đó một cái lão giả nói. Ánh mắt của những người khác không hẹn mà cùng nhìn tới, rơi vào một người mặc kim bào, khuôn mặt hơi có vẻ thân ảnh già nua bên trên. Ta biết hắn là ai, tựa như là Hỏa Minh Nhị Lão Hỏa Lão, bọn họ đều là đế tử Yên thuộc hạ, nhất định là đế tử Yên thụ mệnh. Hảo một cái đế tử gia tộc, lại dám đánh ta Hoàng Tuyền Bích Lạc chủ ý, các ngươi có mệnh cướp đi đồ đạc của chúng ta. Sợ cũng mất mạng hưởng dụng. Không chỉ các ngươi thần thi là bị bọn họ cướp đi, đoán chừng chúng ta cũng là bị đế tử gia tộc người cướp đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ dày đặc khí lạnh nghị luận, hư không đều bị đông kết thành hàn băng, có thể nghĩ bọn họ giờ phút này trong lòng sát khí. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế, nhiệm vụ lần này nếu là thất bại, bọn họ cũng đều phải mất đi tính mạng, đế tử gia tộc cướp đoạt thần của bọn họ thi. Cũng chính là muốn mạng của bọn hắn, cái này khiến bọn họ làm sao không phẫn nộ đây. Tiêu Phàm cảm nhận được trên thân mọi người sát ý, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, bốn cỗ khi thiên huyết quan, nếu là có thể để đế tử gia tộc đau đầu, vậy cũng không thua thiệt. Nếu là những vật khác, muốn giá họa cho đế tử gia tộc đoán chừng rất khó, nhưng những cái này thần thi giá trị, đã đủ để cho Bích Lạc Hoàng Tuyền triệt để điên cuồng. Các vị, việc này đã rõ ràng, vậy bọn ta liền cáo từ. Tiêu Phàm hướng về phía một loại hắc y nhân nói, không đợi đám người kịp phản ứng, hắn liền mang theo Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng giờ phút này Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ đều đang lửa giận sông não, cũng không tâm tư để ý tới Tiêu Phàm ba người, bởi vậy ba người rất nhanh liền đào thoát đi ra. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo trong lòng hai người nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm là cố ý dùng khi thiên huyết quan nhiễu loạn U Minh Bích Lạc sát thủ tâm tư, sau đó thừa cơ đào thoát? Tiêu huynh, chúng ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình.
La Vô Đạo đắng chát cười nói. Lần trước bị Tiêu Phàm cứu còn không có bao lâu, lúc này mới mấy ngày, không nghĩ tới lại bị Tiêu Phàm cứu. Bọn họ dù sao cũng là đế vực đệ nhất thiên tài, nhưng đến nơi này, lại chỉ có thể biến thành người khác giết đối tượng, cái này cũng là bọn hắn từ chưa từng nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, bọn họ chỉ là thế hệ này thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, mà nhân tộc thí luyện cổ lộ, lại là tụ tập vô số đời người thứ nhất. Bọn họ có lẽ đã coi như là không yếu, nhưng là cùng đã từng những niên đại đó người thứ nhất so sánh, lại kém xa tít tắp. Dù sao, bọn họ muộn ra đời mấy chục năm, cũng muộn tu luyện mấy chục năm, tự nhiên không nhất định là những người kia đối thủ. Chỉ là đáng tiếc cái kia bốn cỗ thần thi cùng khi thiên huyết quan. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vô luận là thần thi vẫn là khi thiên huyết quan, ở trong mắt Tiêu Phàm cũng là trọng bảo. Có thể vì lý giải cứu hai người, cùng giá họa đế tử gia tộc, Tiêu Phàm không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Nếu không, lấy hắn thực lực, dù là lưu lại cái này hơn 10 cái sát thủ, cũng chưa chắc không thể làm đến. Đương nhiên, vạn nhất giết bọn hắn, vậy hắn cũng sẽ không thể giá họa cho đế tử gia tộc. Hơn nữa, nếu là vạn nhất đào tẩu một người, xui xẻo chính là hắn. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng lựa chọn từ bỏ bốn bức khi thiên huyết quan. Để Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng đế tử gia tộc làm. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người cúi đầu không nói, bọn họ tự nhiên cũng biết khi thiên huyết quan đáng ngưỡng mộ, có thể Tiêu Phàm lại là dứt khoát giao ra. Tiêu Phàm, ta thiếu ngươi hai cái mạng, nhất định trả ngươi. Ân Minh Tử sắc mặt khó coi hết sức, lại là hết sức kiên nghị nói. Mệnh của ngươi chính ngươi giữ đi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, khoát tay một cái nói. Hai người các ngươi nếu là nghĩ còn ân tình của ta, tương lai có một ngày, có thể ưu tiên lo lắng gia nhập ta khai sáng Tu La Điện, đương nhiên, ta cũng sẽ không ép bách các ngươi gia nhập. Mặc dù Tiêu Phàm đã làm xong việc giữ bí mật, nhưng trên đời này căn bản không có không lọt gió tường, La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử tự nhiên biết rõ Tu La Điện là cái gì, đó là Tiêu Phàm khai sáng một cái tiểu thế lực mà thôi. Nếu như là người khác nói ra lời này, hai người nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. Nói đùa cái gì, tiểu gia đường đường đế vực đế tử, trẻ tuổi một đời người thứ nhất, tương lai thế nhưng là trưởng quản một đại đế vực người, há lại sẽ gia nhập một cái tiểu tiểu Tu La Điện đây. Dù là bây giờ thiên võ vực đã tấn thăng làm thiên võ cổ vực, Tu La Điện cũng tương đối nhiều nhất tại cổ vực mạnh nhất thế lực, lại có thể cùng bọn hắn đế vực mạnh nhất thế lực so sánh. Bất quá, xem ở Tiêu Phàm cứu bọn họ hai lần phân thượng, hai người cũng không có trào phúng. Ngược lại bình tĩnh gật đầu một cái. Theo bọn hắn nghĩ, đế vực lại làm sao cũng không khả năng xuống dốc đến tìm kiếm một cái cổ vực trợ giúp, cho nên bọn họ cũng liền đem Tiêu Phàm lời nói trở thành đùa giỡn. Bọn họ không biết là, làm ngày đó thực đến thời điểm, lại là để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính các ngươi cẩn thận một chút, cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, ngay sau đó dứt khoát rời đi. Hắn cùng với La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử không phải quá quen, xem ở cùng là man hoang cổ cương cấp dưới địa vực tu sĩ, Tiêu Phàm xuất thủ cứu bọn họ hai lần, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Hơn nữa, lúc trước hắn hào phóng giao ra bốn bức khi thiên huyết quan, cũng không phải giải thích hắn Tiêu Phàm thực hào phóng như vậy, mà là hắn kế hoãn binh mà thôi. Hiện ở hắn rời đi, chính là vì đuổi kịp Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, đem cái kia bốn cỗ thần thi cùng khi thiên huyết quan đuổi trở về. Nếu như La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng sẽ phun ra một ngụm lão huyết, bất quá nhất định bọn họ là không biết. Lúc này, Tiêu Phàm rời đi, cũng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ vị trí, trên đường còn cải biến một lần dung mạo, lần nữa biến thành Hỏa Minh Nhị Lão một trong Hỏa Lão bộ dáng. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tiêu Phàm chung quy là đuổi kịp Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ. Bọn họ mấy chục người cũng không có tản ra, mà là cùng nhau chạy tới một nơi nào đó. Tiêu Phàm một đường đi sát đằng sau, xuyên qua từng tầng không gian, nửa ngày sau, tất cả mọi người ở trong một cái sơn cốc ngừng lại. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, bên trong thung lũng kia vẫn còn có chừng 30 người chờ đợi, nhìn thấy đám người trở về, bọn họ tất cả đều tiến lên đón. Đề phòng bị đám người phát hiện, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục tới gần. Mà là điêu khắc mấy con phẩm chất thấp nhất giai hồn điêu tiểu động vật tiến nhập sơn cốc bên trong. Không bao lâu,
Tiêu Phàm bên tai truyền đến một đạo trung khí 10 phần mà hết sức tức giận thanh âm, đồ hỗn trướng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Tiêu Phàm không nhìn thấy người, nhưng thông qua hồn điêu tiểu động vật hai mắt, hắn thấy được một người mặc hắc bào trung niên khôi ngô nam tử, hai con người giống như hai thanh đao khắc, dị thường sắc bén lăng lệ. Mặt khác hắc y nhân ở tại trước mặt, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, ánh mắt lộ ra hết sức vẻ sợ hãi. Các ngươi xác định là đệ tử gia tộc người dở trò quỷ. Trung niên nam tử tập trung ý chí, trầm giọng hỏi. Đại nhân, việc này chính xác 100%, lúc ấy chúng ta lúc đầu đã nhanh chiếm được thần thi, có thể vừa lúc đệ tử gia tộc hỏa lão đầu xuất hiện, cướp đi chúng ta thần thi. Một người áo đen lấy dũng khí nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa, vừa mới chúng ta đoạt lại 4 cỗ thần thi. Cũng có người chính mắt thấy đế tử gia tộc giết chúng ta người. Ngữ khí của hắn hết sức khẳng định, thật sự là hắn không thể không khẳng định, chỉ có dạng này, trung niên nam tử mới có thể tin tưởng lời của bọn hắn. Trung niên nam tử cau mày, ánh mắt đảo qua những người khác, lại là nhìn thấy những người khác cũng tất cả đều gật đầu. Hy vọng các ngươi không gạt ta. Trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, ngay sau đó con ngươi cũng biến thành băng lạnh, hảo một cái đế tử gia tộc. Đã các ngươi chán sống rồi, đừng trách bản tọa không khách khí. Đại nhân, đệ tử gia tộc quá mức tùy tiện, chúng ta cho bọn hắn một chút giáo huấn. Bên cạnh hắc y nhân thêm dầu thêm mỡ nói. Truyền lệnh xuống, phàm là nhìn thấy đệ tử gia tộc người, giết không tha. Thẳng đến bọn họ giao ra thần thi mới thôi. Trung niên nam tử tức giận nói. Hắn xem như nhiệm vụ lần này người dẫn đầu, nếu là làm không được nhiệm vụ, đoán chừng cũng khó có thể sống sót. Tất nhiên đế tử gia tộc bất nhân phía trước, vậy bọn hắn tự nhiên không cần khách khí. Là, đại nhân, một đám hắc y nhân cung kính đáp. Nghe đến đây, Tiêu Phàm nguyên bản đã làm xong từ bỏ chiếm lấy thần thi dự định, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nếu là mấy cỗ thần thi có thể làm cho Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng đế tử gia tộc không chết không thôi, đó cũng quá có lời. Nhưng mà, khi hắn nghe được tiếp xuống nam tử trung niên mà nói lúc, Tiêu Phàm lại đã ngừng lại thân hình. Chỉ thấy trung niên nam tử lại bổ sung một câu, mặt khác, lưu lại 3 tổ người bồi bản tọa thần hộ mệnh thi, thẳng đến vô trần thiên khuyết trận pháp tản ra mới thôi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn dư lại thần thi đều đang người kia trên thân sao? Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, trong lòng cũng tính toán rất nhanh lên. Nếu là mặt khác thần thi đã bị đưa tiến, hắn dùng 4 cỗ thần thi châm ngòi đế tử gia tộc cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền, hắn thấy là rất tính toán mua bán. Nhưng nếu là còn dư lại tất cả thần thi đều đang trung niên nam tử trên người, cái kia Tiêu Phàm tình nguyện sau này mình tự tay ứng phó đế tử gia tộc, cũng phải đem những cái này thần thi tranh đoạt tới. Phải biết, hắn đào 7 cái địa phương, chiếm được 32 cỗ thần thi, mà mặt khác 4 cái địa phương thần thi thì là bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người chiếm được. Hơn nữa bọn họ từ Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo trong tay cướp đoạt 4 cỗ thần thi, cũng chính là 5 cái địa phương. Dù là dựa theo số bình quân tính toán, 5 cái này địa phương, nói thế nào cũng có hơn 20 cỗ thần thi a. Chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn xem hơn 20 cỗ thần thi chạy đi sao? Tiêu Phàm tự nhiên không nguyện ý, nếu là làm như thế, lương tâm của hắn đều sẽ bất an, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ khiển trách bản thân. Đã từng có mấy vạn sợi cửu u chi khí ở trước mắt mình, nhưng không có chân quý, thẳng đến mất đi về sau mới hối hận không kịp. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, nhếch miệng cười nói, tất nhiên cơ hội này còn không có mất đi, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hiển nhiên, Tiêu Phàm là không chuẩn bị từ bỏ những cái này thần thi, thừa dịp Bích Lạc Hoàng Tuyền người còn không cách nào rời đi vô trần thiên khuyết. Chỉ là Tiêu Phàm rất nhanh lại gặp được nan đề. Những cái này thần thi là có thể vứt đi càn khôn giới cùng thế giới bên trong, muốn đối phương đem thần thi giao ra cũng không dễ dàng. Đúng rồi, cái kia một khối lệnh bài. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, xòe bàn tay ra, lập tức một khối hắc thiết lệnh xuất hiện ở trong tay, chính là lúc trước hắn từ giết Hoàng Tuyền sứ giả trong tay cướp đoạt được. Trước đó Bích Lạc Hoàng Tuyền những người kia nhìn thấy tấm lệnh bài này, tất cả đều lộ ra vẻ cung kính. Mà lại nói ra nhị tiểu thư mấy chữ này, không cần nghĩ cũng biết, tấm lệnh bài này bất phàm. Hơn nữa, lúc ấy Tiêu Phàm thế nhưng là tìm tòi Bích Lạc Hoàng Tuyền một sát thủ ký ức,
chỉ là không có cẩn thận đi đọc lấy mà thôi. Hiện tại, Tiêu Phàm cần tin tức của phương diện này, tự nhiên cần hảo hảo điều tra một phen. Lúc này, Tiêu Phàm trên mặt liền lộ ra ý cười, kinh ngạc nhìn xem trong tay hắc thiết lệnh, phía trên lại một đường kỳ lạ đường vân, nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây là hai chữ. Thiên ngữ, Tiêu Phàm một bộ hiểu bộ dáng, nói, thì ra là thế, cái này hoàng tuyển sứ giả lệnh, dĩ nhiên là bích lạc hoàng tuyển chủ mạch hoa gia nhị tiểu thư hoa thiên ngữ chuyên dụng lệnh bài. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều không xác định ám sát người tới của hắn ngọn nguồn là nam hay là nữ, bất quá bây giờ trong lòng của hắn cuối cùng có một đáp án. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước nữ tử kia tìm kiếm nghĩ cách cũng phải đem cái này hắc thiết lệnh cầm trở lại, nếu là có người giả mạo nàng mệnh lệnh bích lạc hoàng tuyển người, vậy thì phiền toái, liền tựa như hiện tại. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao bích lạc hoàng tuyển đường đường nhị tiểu thư. Lúc trước cũng chỉ là một cái thiên thần cảnh mà thôi, lấy bích lạc hoàng tuyển tài nguyên, dù là để cho nàng ở cái kia dạng niên kỳ đột phá thần vương cảnh cũng không nói chơi a. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Phàm trên mặt lập tức hiện lên một vòng tà tà nụ cười, ngay sau đó, khí tức trên thân của hắn cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, cùng hoàng tuyển bích lạc một đám sát thủ khí tức trên thân có chút tương tự. Chờ đợi nửa ngày, làm đại bộ phận sát thủ rời đi về sau. Tiêu Phàm đổi lại một tiếng áo bào đen liền đạp không mà lên, không chút kiêng kỵ hướng về sơn cốc bên trong bay đi. Thời khắc này sơn cốc bên trong, đại khái chỉ còn lại có chừng 20 người, dù là hắn kế hoạch thất bại, những người này cũng không làm gì được hắn. Người nào, Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, sơn cốc bên trong liền truyền đến gầm lên một tiếng, ngay sau đó tốt mấy bóng người xuất hiện, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, đằng đằng sát khí nhìn xem hắn. Nhị tiểu thư để cho ta tới nhìn xem, các ngươi xử lý sự tình phải chăng làm thành. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, sau đó liền cầm trong tay hắc thiết lệnh ném tới, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Đối diện hắc y nhân tiếp nhận trong tay hoàng tuyển sứ giả lệnh, con người hơi hơi co rụt lại, sau đó cẩn thận hướng về Tiêu Phàm nhìn một hồi, lúc này mới đem hoàng tuyển sứ giả lệnh trả lại Tiêu Phàm, cung kính nói, đại nhân mời đi theo ta. Mặc dù bọn họ nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám đắc tội Tiêu Phàm, không vì cái gì khác, liền vì Tiêu Phàm có được nhị tiểu thư lệnh bài. Tiêu Phàm cầm trong tay hoàng tuyển sứ giả lệnh, đi theo hắc y nhân hướng về sơn cốc bên trong bay đi, thần sắc không hề bận tâm, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Nguyên bản hắc y nhân còn hơi nghi ngờ, nhưng thấy đến Tiêu Phàm không lo ngại gì bộ dáng. Trong lòng càng xác định Tiêu Phàm thân phận. Không bao lâu, Tiêu Phàm đi theo hắc y nhân đi tới sâu trong thung lũng, khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, bốn phía hắc y nhân cũng tất cả đều vây quanh. Ngươi là ai? Trung niên nam tử đứng ở đằng xa, con ngươi lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm. Nếu như không phải cảm nhận được Tiêu Phàm trên người ẩn chứa bích lạc hoàng tuyền đặc thù khí tức, đoán chừng hắn đã sớm động thủ. Tiêu Phàm tiện tay lại đem hoàng tuyền sứ giả lệnh ném trở về. Cho Tiêu Phàm dẫn đường đen một người đi đến trung niên nam tử bên người, nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Trung niên nam tử nhìn xem trong tay hoàng tuyển sứ giả lệnh, khóa chặt lông mày đột nhiên chậm rãi buông ra, trầm giọng nói, nguyên lai là nhị tiểu thư sứ giả, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn căn bản không có bất luận cái gì cung kính ý nghĩa, thậm chí trong mắt còn lộ ra một tia khinh thường. Nhị tiểu thư để cho ta tới này. Nhìn nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành không, vô luận là có hay không hoàn thành, ta đều phải chi tiết bẩm báo. Tiêu Phàm không quan tâm nam tử trung niên thái độ. Hắn hiện tại phải làm, chính là đem trung niên nam tử trong tay thần thi cùng khi thiên huyết quan lửa gạt đi ra, chỉ cần thấy được thần thi cùng khi thiên huyết quan, vậy hắn kế hoạch cũng thành công. Nhìn thấy trung niên nam tử trầm mặc không nói, Tiêu Phàm lông mày cũng vặn thành chữ xuyên, làm sao, rốt cuộc là hoàn thành. Vẫn là không có hoàn thành, thời gian của ta cũng không nhiều, nếu không muốn nói, kia hẳn là không hoàn thành. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền đạp không mà lên, hướng về ngoài sơn cốc bay đi, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Trung niên nam tử không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán, hoài nghi trong lòng lập tức biến mất không ít, vội vàng kêu lên, chờ chút. Tiêu Phàm ngừng thân hình, còn người lạnh như băng nhìn trung niên nam tử một cái. Nói, nhị tiểu thư tính tình các ngươi hẳn là cũng biết rõ, nàng không muốn nghe nói láo. Là,
Nam tử trung niên thái độ lập tức đã xảy ra rất lớn chuyển biến, nịnh nọt cười nói, chúng ta nơi này xác thực đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, đệ tử gia tộc người cướp đi một chút thần thi. Đệ tử gia tộc, thật đúng là thật là lớn gan chó, ngay cả ta Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ vật cũng dám cầm, cũng không sợ mất mạng hưởng dụng. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Mấy tức về sau mới khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía trung niên nam tử nói, bọn họ cướp đi bao nhiêu. Cái này, trung niên nam tử nheo mắt, hắn nào dám nói cho Tiêu Phàm, nhiệm vụ thất bại hậu quả, cũng không phải hắn gánh vác nổi. Đem tất cả thần thi lấy ra đi, bản tọa muốn đích thân xác nhận một chút số lượng, quay đầu cũng tốt cùng nhị tiểu thư chi tiết bẩm báo. Tiêu Phàm một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, hai tay vác sau lưng, quan sát trung niên nam tử nói. Đem thần thi lấy ra, trung niên nam tử trần chờ một chút, thứ nhất là hắn hoài nghi Tiêu Phàm thân phận, vạn nhất Tiêu Phàm chỉ là giả mạo đây. Mặc dù hắn chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ, nhưng vạn sự đều phải đề phòng tại chưa xảy ra. Thứ hai thì là hắn sợ bị Tiêu Phàm đã biết bọn họ chỉ lấy được một nửa không tới thần thi, quay đầu nói cho nhị tiểu thư, bọn họ những người này đều phải xúi quẩy. Xem ra ngươi không chút đem nhị tiểu thư để vào mắt. Bất quá đừng trách ta không có nói cho ngươi, bây giờ là ta tới nơi này, qua một đoạn thời gian nhưng chính là nhị tiểu thư đích thân đến. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh, chẳng lẽ bọn họ trong miệng nhị tiểu thư Hoa Thiên Ngữ cũng tiến nhập nhân tộc thí luyện cổ địa hay sao? Nếu thật là dạng này, cái kia nếu là lần sau gặp được, cũng không thể lại để cho nàng trốn được. Huynh đệ! Trung niên nam tử vội vàng gọi lại Tiêu Phàm, lấy tay vung lên, vô số cỗ khi thiên huyết quan xuất hiện ở trong cổ lâm. Nhìn thấy những cái này khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm lông mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, chỉ có ngần ấy sao? Nhị tiểu thư nói cũng không chỉ điểm này, nơi này hẳn là liền một nửa cũng chưa tới a. Huynh đệ, thực không phải là lỗi của chúng ta, là đệ tử gia tộc người đánh lén, giết chúng ta không ít người, sau đó cướp đi thần thi. Trung niên nam tử vẻ mặt đưa đám nói. Những cái này thần thi, theo lý thuyết hắn là không nên cho bất luận kẻ nào nhìn, có thể nhiệm vụ của hắn thất bại, trong lòng hoảng cực kỳ, hiện tại cho Tiêu Phàm tố khổ, cũng là muốn mượn bọn họ nhị tiểu thư lực lượng. Bởi vì hắn biết rõ, tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là bọn họ những người này, còn có những người khác, chỉ là nhiệm vụ của bọn hắn trọng yếu hơn, cho nên phái người hơi nhiều một chút. Thậm chí ngay cả đại đế cảnh đỉnh phong, bao quát hắn ở bên trong đều có ba người, cái này đã đủ để thể hiện Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại. Dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ cần bọn họ báo ra Bích Lạc Hoàng Tuyền mấy chữ này, liền không có người nào nguyện ý trêu chọc bọn hắn, dù là cổ cương đại thế lực cũng là như thế. Đáng tiếc, bọn họ gặp được Tiêu Phàm, nhất là làm Tiêu Phàm biết rõ thần thi bên trong ẩn chứa là cửu u chi khí về sau. Hắn coi như không lo được cái gì Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bắt đầu Tiêu Phàm vẫn không rõ, vì sao Bích Lạc Hoàng Tuyền lại phái một chút đại đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ đến, chẳng lẽ cửu u chi khí ở Bích Lạc Hoàng Tuyền trong mắt như vậy không đáng tiền sao? Về sau Tiêu Phàm biết đại khái nguyên nhân, Bích Lạc Hoàng Tuyền hẳn là biết rõ thần thi bên trong ẩn chứa cửu u chi khí. Bọn họ sở dĩ phái một chút đại đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ đến mang hoàn hồn thi. Chỉ là không muốn làm người khác chú ý mà thôi, dù sao, nhân tộc thí luyện cổ lộ bên trong nhiều nhất chính là đại đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Nếu như phái một đám đại đế cảnh đỉnh phong tiến đến, tất nhiên sẽ bị mặt khác cổ cương đại thế lực tiếp cận, ngược lại sẽ rất nhiều phiền phức. Bất kể hắn là cái gì đế tử gia tộc, dám cướp ta Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ vật, đều phải chết. Tiêu Phàm hung ác nói, trong tay áo chấn hồn ấn tản ra hơi yếu năng lượng ba động. Bất chi bất giác, hắn đã rơi xuống một đám khi thiên huyết quan một bên, trong mắt nhanh chóng lóe lên. Cảm nhận được Tiêu Phàm sát khí trên người, đám người cũng là mãnh kinh, thậm chí có trong nháy mắt thất thần. Cũng ngay trong sát na này tầm đó, Tiêu Phàm linh hồn chi lực trong nháy mắt bao phủ chung quanh 21 bộ khi thiên huyết quan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 21 bộ khi thiên huyết quan toàn bộ biến mất. Ngươi làm gì? Trung niên nam tử giận tím mặt. Hắn thân làm đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không có thụ chấn hồn ấn quá nhiều ảnh hưởng. Mặc dù chỉ có không đến một hơi thời gian, nhưng này thời gian đối với Tiêu Phàm mà nói, đã đầy đủ hắn thu lấy tất cả khi thiên huyết quan, hơn nữa chạy ra mấy người vòng vây.
không làm cái gì, chỉ là đùa nghịch các người đám này ngu xuẩn mà thôi. Tiêu Phàm càn rỡ cười to, nhanh chóng hướng về chân trời lao đi, đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực bao phủ cả tòa sơn cốc. Trốn chỗ nào, trung niên nam tử tức giận gào thét một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà ra, hoàn toàn không nhìn Tiêu Phàm linh hồn chi lực. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Phàm đặc biệt vì, bằng không mà nói, hắn linh hồn lực lượng nếu là trùng kích trung niên nam tử, đoán chừng đối phương cũng không sẽ tỉnh lại nhanh như vậy. Phốc phốc, nam tử trung niên kiếm khí 10 điểm cực đoan, nhưng tốc độ lại là không thể tưởng tượng, cắt vỡ Tiêu Phàm gò má, một vòng máu tươi bắn ra. Đồng thời, Tiêu Phàm trên mặt khăn đen cũng rơi xuống, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến các ngươi đã hận lên đế tử gia tộc A, vậy liền lại thêm một mồi lửa. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên quay người, cười lạnh nhìn xem hậu phương trung niên nam tử đám người nói, liền bằng các ngươi đám này mặt hàng, cũng dám cùng ta đế tử gia tộc là địch. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển thời không cực tốc tại chỗ biến mất, dù là đại đế cảnh đỉnh phong cũng căn bản đuổi không kịp hắn, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Trung niên nam tử hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán bạo khởi, có thể nghĩ phẫn nộ của hắn. Đại nhân, vừa rồi người kia chính là đế tử gia tộc Hỏa Lão, chúng ta bị hắn lừa gạt. Bích Lạc Hoàng Tuyền mấy cái khác tu sĩ cũng chạy tới, vẻ mặt tức giận hướng về Tiêu Phàm thoát đi phương hướng. Ngươi cho ta mắt mù sao? Trung niên nam tử phẫn nộ tới cực điểm, lưu lại hai người, những người khác tìm cho ta đế tử gia tộc người, một cái đều không buông tha, lão tử muốn giết sạch bọn họ. Làm một cái sát thủ, nam tử trung niên kiên nhẫn cùng ẩn nhẫn là hợp cách, nhưng là bây giờ, hắn áp chế hoàn toàn không ở bản thân nội tâm phẫn nộ. Nhiệm vụ lần này, tổng cộng là 49 cỗ khi thiên huyết quan cùng thần thi, nhưng hắn hiện tại một bộ đều không lấy được. Việc này nếu là bị Bích Lạc Hoàng Tuyền cao tầng biết rõ, hắn chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Là, trung niên nam tử lời nói lạnh như băng, ép tới đám người có chút không ngẩng đầu lên được, cúi đầu đáp. Còn đứng ở cái này làm cái gì, tìm cho ta. Trung niên nam tử như là dã thú gào thét, hai mắt giống như máu nhuộm, đỏ tươi tới cực điểm. Vừa mới nói xong, hơn 20 người thân hình lóe lên, giống như chim muôn bay tán ra. Trong nháy mắt biến mất ở trong sơn cốc. Hỏa lão đầu, ngươi không chạy thoát được đâu. Trung niên nam tử biểu tình vẻ âm tàn, đối sau lưng còn sót lại hai người nói, các ngươi theo ta đi. Một phương khác, Tiêu Phàm không ngừng thi triển thời không na di, chạy ra mấy cái không gian, lúc này mới dừng bước, tìm tới một cái chỗ khuất, biến thành mặt mũi của mình, đồng thời xóa đi tự thân khí tức cùng dấu vết. Lấy thủ đoạn của hắn, dù là Bích Lạc Hoàng Tuyền người có thể theo dõi đến nơi đây, cũng không khả năng tiếp tục cùng tung tích xuống dưới. Hắn tin tưởng, cuối cùng bản thân lưu cho bọn hắn tấm kia khuôn mặt, khẳng định đem Bích Lạc Hoàng Tuyền sát ý đốt đến đỉnh phong nhất, hai đại thế lực tu sĩ tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, nhưng mà, khi hắn vừa mới bước ra vị trí không gian giới dây thời khắc, đột nhiên ngừng thân hình, vẻ mặt quái dị nhìn phía xa. Bên ngoài mấy dặm, mấy đạo thân ảnh xé rách không gian bích lũy, từ một chỗ khác không gian hoành khóa mà tới, người cầm đầu là một người mặc trường bào màu vàng óng lão giả. Cũng chính là nhìn thấy kim bào lão giả, Tiêu Phàm mới như thế kinh ngạc, nhỏ giọng thầm thì nói, Hỏa lão đầu. Sẽ không như thế khéo léo à. Tiêu Phàm vốn chuẩn bị rời đi, nhưng làm hắn nhìn thấy đế tử gia tộc Hỏa Minh nhị lão một trong Hỏa lão đầu lúc, lại là ngừng lại. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lý giải Tiêu Phàm người đều sẽ biết, mỗi khi Tiêu Phàm lộ ra nụ cười như thế lúc, khẳng định có người phải xui xẻo. Tiêu Phàm tiềm nhập phía dưới sơn lâm bên trong, thỉnh thoảng ngắm nhìn nơi xa, tựa như đang đợi cái gì, đồng thời lại lo lắng Hỏa lão đầu bọn họ rời đi. Lâu như vậy rồi, hẳn là cũng mau tới đi, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ truy lùng thủ đoạn cũng quá kém. Tiêu Phàm âm thầm oán thầm nói. Lúc trước hắn mặc dù là đào thoát Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, tốc độ tương đối nhanh, có thể chúng đường vẫn là lưu lại đặc biệt thần lực khí tức A. Nếu là cái khác việc nhỏ, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ không quan tâm cũng rất bình thường, nhưng hắn thế nhưng là đoạt bọn họ hơn 20 cỗ thần thi A, cái này đã đủ để cho Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ liều mạng. Nhưng đợi lâu như vậy, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ còn không có đuổi theo, cái này khiến Tiêu Phàm quá thất vọng rồi. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị nhìn một chút trò hay đây.
Được rồi, coi như các người vận khí tốt. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục ngồi không yên, nếu là Bích Lạc Hoàng Tuyển sát thủ không đến, hắn chẳng phải là ở lãng phí thời gian. Hắn còn muốn tìm Nam Cung Tiêu Tiêu bóng dáng của bọn hắn đây, chỗ nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, ba bóng người tiến nhập Tiêu Phàm linh hồn chi lực bắt phạm vi bên trong, hắn liếc mắt liền nhận ra, một người trong đó, chính là Bích Lạc Hoàng Tuyển cầm đầu trung niên nam tử. Một lần này có ý tứ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn xác thực nhìn thấy, Bích Lạc Hoàng Tuyển ba cái sát thủ, vậy mà hướng về đế tử gia tộc vị trí đi. Lấy hắn đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, người bình thường cũng không khả năng phát hiện hắn, mà mảnh không gian này tất cả, lại tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu của hắn. Đế tử gia tộc có 12 người, nếu như chính diện đối địch, bọn họ không phải là đối thủ, nhưng nếu là đánh lén, cái kia thì chưa chắc. Tiêu Phàm thầm nghĩ, đối thực lực của những người này cũng có đại khái nhận thức. Quả nhiên, Bích Lạc Hoàng Tuyển sát thủ không để cho Tiêu Phàm thất vọng, bọn họ lựa chọn ám sát, mỗi lần có người lạc đàn về sau, bọn họ liền sẽ thi triển tất sát nhất kích. Vẻn vẹn mấy giờ thời gian, đế tử gia tộc 12 người, liền bị bọn họ giải quyết hết một nửa. Còn dư lại 6 người nhìn thấy đồng bạn biến mất, cũng cảm thấy không thích hợp, 6 người không có tiếp tục hành động đơn độc, mà là 2 người một tổ. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá quá thấp Bích Lạc Hoàng Tuyển sát thủ năng lực, đơn vòng ám sát thủ đoạn, liền Tiêu Phàm đều không thể không bội phục bọn họ. Cho dù là bọn họ 2 người một tổ, trung niên nam tử 3 người, cũng có thể nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ, cũng cho bọn hắn tuyệt mệnh nhất kích, nửa điểm thanh âm đều không có. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Hỏa lão đầu sầm mặt lại, kêu lên mấy tiếng, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, lập tức quyết định thật nhanh nói, rời khỏi nơi này trước. Nói xong, hắn liền mang theo còn sót lại 4 người đạp không mà lên, hướng về hư không bay đi. Phốc phốc, vừa mới phi ra rừng cây một sát na kia, đột nhiên có 3 đạo lợi mang từ hư không bên trong nơi đây, tập trung vào trong đó 3 người ngực, chỉ có hỏa lão đầu phản ứng cực nhanh. Quanh thân xuất hiện mảng lớn ánh lửa, đem mình bảo hộ ở trung ương. 3 đạo lợi mang xuyên thủng 3 người khác mi tâm, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại hư không. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được âm thầm bội phục, nếu như Tu La Điện tu sĩ có thể có ám sát như vậy trình độ, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, Bích Lạc Hoàng Tuyển cái này tồn tại vô số tuế nguyệt thế lực, quả thật có hắn địa phương đáng sợ. Các ngươi là ai? Hỏa lão đầu toàn thân bao phủ hỏa diễm, lạnh lùng hướng về chung quanh 3 người. Nếu là bình thường, trung niên nam tử 3 người nhất định là sẽ không hiện thân, sát thủ mãi mãi cũng chỉ có thể sinh tồn trong bóng đêm trong hội, nhưng là bây giờ bọn họ lại xuất hiện ở hỏa trước mặt lão đầu. Không vì cái gì khác, mà là bởi vì đế tử gia tộc người tranh đoạt thần của bọn họ thi, nếu là ám sát hỏa lão đầu, bọn họ cũng chưa chắc có thể từ trên người hắn tìm về thần thi. Đem đồ vật giao ra, trung niên áo đen nam tử lạnh lùng hướng về hỏa lão đầu, đôi tròng mắt kia, tựa như rắn độc. Thứ gì, hỏa lão đầu vẻ mặt phiền muộn, bản thân căn bản không có gặp qua những người này a, làm sao biết thứ gì? Xem ra ngươi là không nghĩ giao, trung niên nam tử con ngươi băng lãnh, từng bước một hướng về hỏa lão đầu đi đến. Các ngươi có biết ta là ai? Ta chính là đế tử gia tộc người, các ngươi dám dọa dẫm đến trên đầu ta. Muốn đổ vật, có thể cùng đại tiểu thư muốn. Hỏa lão đầu mặt coi thường, nói, còn có, các ngươi giết ta đế tử gia tộc người, đại tiểu thư sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đế tử Yên sao, cái gì đã giao cho nàng? Trung niên nam tử nghe vậy, trong mắt sát khí càng lạnh hơn, ta sẽ tìm đế tử Yên muốn. Nghe được hỏa lời của lão đầu, trung niên nam tử còn tưởng rằng hỏa lão đầu đem cướp đoạt đến thần thi giao cho đế tử Yên đây. Xa xa Tiêu Phàm. Thiếu chút nữa thì nhìn không được bật cười, cái hiểu lầm này xem ra không muốn hắn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cũng sẽ hiểu lầm đấy càng ngày càng sâu. Trung niên nam tử này rõ ràng là không thể nào từ bỏ thần thi, dù là hắn không phải đế tử Yên đối thủ, cũng còn có những người khác. Cũng đừng quên, Bích Lạc Hoàng Tuyền nhị tiểu thư cũng tiến nhập nơi này, lúc trước cái kia lại nhiều lần ám sát hắn Tiêu Phàm, lại có thể yên ổn chạy trốn người, há lại sẽ đơn giản như vậy đây. Trung niên nam tử nói xong, nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó cùng 2 người khác không chút do dự xông tới.
hắn cũng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, mặt khác hai người thủ hạ cũng là đại đế cảnh hậu kỳ, ba người hợp lực, nếu như còn không đối phó được một cái hỏa lão đầu, đó cũng quá để Tiêu Phàm thất vọng rồi. Thời gian uống cạn nửa chén trà xuống tới, hỏa lão đầu liền bị áp chế ở hạ phong, trên người lây dính không ít vết máu, hắn hỏa diễm thế giới lực lượng đẩy lui trung niên nam tử, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn nếu là sớm chút đào tẩu, có lẽ còn có thể thành công, lúc này vừa muốn lấy trốn, đã quá muộn. Theo thời gian trôi qua, hỏa lão đầu vết thương trên người càng ngày càng nhiều, bi phẫn nhìn xem trung niên nam tử mấy người, quát ầm lên, lão hủ cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta không phải cũng một dạng cùng ngươi không oán không cừu, có thể ngươi không giống nhau cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, lấy mạng chúng ta sao? Trung niên nam tử cười lạnh nói. Cướp đoạt đồ đạc của các ngươi. Hỏa lão đầu vẻ mặt không cam lòng, bất quá hắn cũng biết, đối phương đã nhận định sự tình, dù là hắn giải thích cũng không dùng. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mới hỏi, các ngươi đến cùng là ai, để cho ta chết cái cam tâm. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Bích Lạc Hoàng Tuyền Dạ Vân. Trung niên nam tử lạnh lùng phun ra một câu, liền một kiếm xuyên qua hỏa lão đầu mi tâm. Bích Lạc Hoàng Tuyền, hỏa lão đầu con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo thủ ấn, bi phẫn nói, đại tiểu thư, giết ta người, Bích Lạc Hoàng Tuyền Dạ Vân. Tật, nói xong, một đạo máu tươi phun ra, cùng thủ ấn của hắn ngưng tụ thành một đạo phù văn, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Thiên đạo huyết chú sao? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Không tốt. Là thiên đạo huyết chú. Trung niên nam tử Dạ Vân bên người một người áo đen hét lớn, muốn ngăn lại phù văn kia, nhưng mà phù văn tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Thiên đạo huyết chú, mang theo người chết lúc còn sống một tia oán niệm, sẽ đem trước khi chết tin tức truyền lại cấp, chỉ cần đối phương ở cái thế giới này, liền nhất định có thể đủ truyền lại đến. Hơn nữa, lấy được truyền âm người, có thể cảm ứng được giết chết người tồn tại. Hừ. Dạ Vân lạnh rên một tiếng, trường kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem hỏa lão đầu nhục thân nghiền nát, cái gì đều không lưu lại, đã biết lại có làm sao, đế tử gia tộc người không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Biết rõ thần thi ở đế tử yên trên người, Dạ Vân tự nhiên là không thể nào buông tha đế tử gia tộc người. Dạ Vân đám người thanh lý một chút thi thể, lúc này mới rời đi mảnh không gian này. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có ra mặt. Mà là trốn ở trong tối lẳng lặng nhìn cái này một trường giết chóc, thẳng đến Bích Lạc Hoàng Tuyền người rời đi, hắn mới thả tùng thần kinh. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười nói. Ngay sau đó hắn cũng ly khai mảnh không gian này, dãy núi này, hắn cũng ở đủ lâu rồi, vô trần thiên khuyết thật rộng lớn, nơi này tối đa cũng chỉ là vô trần thiên khuyết khu vực bên ngoài mà thôi. Bất quá! Vì lấy được những cái này thần thi, Tiêu Phàm đã đem vô trần thiên khuyết tha tầm vài vòng, chỉ là không có xâm nhập mà thôi. Thời gian kế tiếp, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về vô trần thiên khuyết chỗ sâu chạy tới, nếu là có chân chính đồ tốt, 8-9 phần 10 là ở ngay trung tâm một đám trong cung trời. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn vốn là thần điêu sư, không gian trận pháp lực lượng qua vô số tuế nguyệt sói mòn, đã không cách nào thời gian dài ngăn trở đại đế cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ. Ở trong mắt Tiêu Phàm, càng là giống như không có gì. Nhưng hắn kinh ngạc là, hắn mặc qua các nơi không gian, đại đa số đều lưu lại tu sĩ dấu vết, hơn nữa bạch sắc thạch đầu cũng không có phản ứng gì, cho nên hắn cũng không có dừng lại. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm đem vô trần thiên khuyết toàn bộ tìm một lần, chỉ là chiếm được hai đầu thần tinh khoáng mạch mà thôi. Về phần trấn thế đồng quan, lại là không có bất kỳ cái gì hình bóng, rơi vào đường cùng. Tiêu Phàm đành phải trực tiếp chạy đến vô trần thiên khuyết giải đất trung tâm, hắn trễ nãi thời gian đã quá lâu. Trong lòng của hắn đã bắt đầu hoài nghi, thánh thổ thần oa có phải hay không đang gạt bản thân. Ba ngày sau, Tiêu Phàm xuyên qua tầng tầng không gian, rốt cục thấy được cung điện hình bóng, mông lung, bị một đạo màn ánh sáng lớn bao phủ ở bên trong. Màn sáng bên ngoài, đứng vững không ít thân ảnh, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, không ít người quăng tới ánh mắt bất thiện. Lão Tam, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu,
Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên bay tới. À, đều ở nơi này. Nhìn thấy mấy người không có việc gì, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Tam ca, người tới quá muộn, chúng ta cũng chờ đã mấy ngày. Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Các ngươi sẽ không vừa tiến đến liền tới nơi này à? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem đám người, nhìn thấy mấy người gật đầu, hắn vẻ mặt im lặng. Chẳng lẽ các ngươi không biết, vô trần thiên khuyết khắp nơi đều là bảo sao? Không chỉ là đám này trong cung điện, bên ngoài dãy núi bên trong, cũng khắp nơi đều là chí bảo a. Hắn hoa một tháng thời gian, ngay tại bên ngoài chiếm được ba đầu nguyên tinh khoáng mạch, còn có bích lạc hoàng tuyển 49 cỗ thần thi, dù là tiếp xuống không thu hoạch được gì, chuyến này hắn cũng không đến không. Tiêu Phàm, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là một cái áo bào trắng 7 năm lạnh lùng theo dõi hắn, hận không thể đem hắn tháo thành 8 khối. A, Bắc Thần tinh hồn, người tốt a. Tiêu Phàm phất phất tay, liền cùng lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng, không biết còn tưởng rằng Tiêu Phàm cùng Bắc Thần tinh hồn quan hệ tốt bao nhiêu đây. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người khóe miệng co giật lấy, bọn họ cũng đều biết, Tiêu Phàm thế nhưng là nhiều lần trong bóng tối hãm hại Bắc Thần tinh hồn. Nếu như Cơ Vô Nhạn cùng đế tử gia tộc người ở chỗ này, đoán chừng đều sẽ cùng Bắc Thần tinh hồn liều mạng. Hừ, Bắc Thần tinh hồn lạnh rên một tiếng. Mặc dù bên cạnh hắn lại nhiều 10 cái đại đế cường giả, nhưng hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm liều mạng. Tiêu Phàm ngọn lửa trên người, nhưng hắn phát ra từ linh hồn kiêng kỵ. Tiêu Phàm cười cười, lúc này mới bắt đầu đánh giá đến cái kia trận pháp, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, nói, vào không được sao? Vào không được, Bắc Thần tinh hồn bọn họ thử rất nhiều lần, đều không cách nào phá vỡ trận pháp, bất quá trận pháp năng lượng đang không ngừng tiêu tán. Bất kể không bao lâu liền có thể tự hành mở ra. Nam Cung Tiêu Tiêu giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, Bắc Thần tinh hồn thực lực mặc dù kém một chút, nhưng hắn thần văn tạo nghệ lại không thấp, huống chi hắn còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Liền Bắc Thần tinh hồn đều không phá nổi, hắn Tiêu Phàm cũng không có thực lực này có thể phá mở. Đã như vậy, vậy kế tiếp cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Trong nháy mắt lại qua 3 ngày thời gian, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, dừng lại ở một ngọn núi bên ngoài, cầm đầu là cả người khoác chiến bào màu trắng thanh niên. Hắn dáng người khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen dài tại hư không tung bay, tản ra một cỗ chí tôn khí tức bá đạo, để cho người ta nhìn không được phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Khi ánh mắt của hắn đảo qua đông đảo tu sĩ lúc, rất nhiều tu sĩ không dám cùng mắt đối mắt. Đây là Hoang Vô Cương. Man Hoang Cổ Cương trẻ tuổi một đời người thứ nhất, cũng là nhân tộc 3.000 vực năm đại thánh tử một trong. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một cái nói, trong mắt của hắn bên trong cũng hiện lên nồng nặc kiêng dè. Hoang Vô Cương sao? Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, nội tâm cũng 10 điểm không bình tĩnh, từ trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt thế khí tức kinh khủng. Về phần cái gì năm đại thánh tử, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt quan tâm, một cái tên tuổi mà thôi. Căn bản không dọa được hắn. Tu luyện tới bây giờ, những cái kia có được 5 đại cùng 10 đại đầu hàm người, không biết có bao nhiêu chết ở trong tay của hắn. 5 đại thánh tử có người nào? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Trừ bỏ Man Hoang Cổ Cương Hoang Vô Lân bên ngoài, còn có Bắc Thần Cổ Cương Bắc Thần Vọng Cổ, Hoàng Cực Cổ Cương Cơ Vô Đạo, Đế Trần Cổ Cương Đế Tử Vân, cùng Thần Đạo Cổ Cương Hiên Viên Trảm Tiên. Chiến Hoàng Thiên nói một hơi. Mỗi nói một cái tên, tâm tình của hắn liền ngưng trọng mấy phần. Tiêu Phàm không nghĩ tới, một mực không sợ trời không sợ đất Chiến Hoàng Thiên, vậy mà cũng có dạng này ngưng trọng cùng khẩn trương thời điểm, có thể nghĩ năm người này mang cho hắn bao nhiêu áp lực. Nghe đồn, năm người này sớm đã tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ nhiều năm, đột phá đến đại đế đỉnh phong, là tiếp cận nhất thánh đế cảnh tồn tại, cho nên xưng là thánh tử. Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu. Thánh tử, đại đế cảnh đỉnh phong sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không khỏi nhìn nhiều xa xa Hoang Vô Cương một cái, khó trách hắn sẽ cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực, nếu là thật một trận chiến, hắn cũng xác thực chưa chắc là Hoang Vô Cương đối thủ, cái gì năm đại thánh tử, không phải cũng không xông qua bách sát tuyệt trận sao? Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi, lơ đễnh nói. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng lộ ra nghi hoặc. Nếu là năm đại thánh tử có thực lực như vậy, vậy khẳng định sẽ đi sông bách sát tuyệt trận mới đúng a.
bọn họ xác thực không có xông qua bách sát tuyệt trận. Chiến Hoàng Thiên đắng chát gật đầu, nhưng là có cái nghe đồn, bọn họ 5 người đã sớm thu được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ cơ hội. Nghe nói như thế, Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ đều đã đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, còn tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đột phá thánh đế cảnh sao? Quan Tiểu Thất nghi ngờ nói. Cũng khó trách hắn sẽ hỏi như vậy, mọi người đều biết, nhân tộc thí luyện cổ lộ cùng vạn tộc thí luyện cổ lộ, cũng là đại đế cảnh tu sĩ địa phương lịch luyện. Hoàng Vô Lân bọn họ 5 người đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, cho dù tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Hay là nói, vạn tộc thí luyện cổ lộ bên trong, có được đột phá thánh đế cảnh tài nguyên. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ lắm, nhưng bọn hắn đại biểu là nhân tộc thế hệ này đỉnh cấp lực lượng, nhất định là sẽ tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Chiến Hoàng Thiên lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, nhưng trong lòng thì rơi vào trầm tư. Hoàng Vô Cương, nơi xa, Bắc Thần Tinh Hồn nhìn thấy Hoàng Vô Cương đến, sắc mặt cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên, hắn biết rõ, mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch. Nếu là Hoàng Vô Cương cũng muốn tranh đoạt vô trần thiên khuyết cơ duyên, bọn họ những người này là không tư cách cùng hắn tranh. Không chỉ hắn, bốn phía tu sĩ khác, đều rất giống đánh phấn trắng quả cả đồng dạng, trở nên hữu khí vô lực, tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Hoàng Vô Cương đến mà thôi. Ai là Tiêu Phàm, đứng ra, đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Hoàng Vô Cương sau lưng một cái hắc bào thanh niên tiến lên quát lạnh nói. Thanh âm bá đạo vang vọng mảnh không gian này. Trầm tư đông đảo Tiêu Phàm hơi sững sờ, nghe một hơi này, đối phương rõ ràng là muốn tìm bản thân phiền phức, nhưng hắn cũng không đắc tội Hoàng Vô Cương a. Tiêu Phàm không có mở miệng, không ít người ánh mắt liền cùng nhau tụ tập ở Tiêu Phàm trên người, Bắc Thần Tinh Hồn càng là cười lạnh, nhìn có chút hả hê nói, Tiêu Phàm, làm sao, dọa đến không dám đi ra sao. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Vô Cương vị trí. Chỉ thấy thanh niên áo bào đen kia con người băng lãnh rơi vào Tiêu Phàm trên người, trầm giọng nói, nghe nói ngươi giết Cung Tử Long. Có phải thế không, phải thì như thế nào? Tiêu Phàm có chút dừng lại, híp híp hai mắt nói. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Vô Cương người, dĩ nhiên là muốn thay Cung Tử Long báo thù, cái này thế nhưng là rất nhiều người tận mắt thấy, hắn nghĩ phủ nhận cũng không chối được. Cùng là man hoang cổ cương người, người ra tay cũng quá hung ác. Hắc bào thanh niên lạnh rên một tiếng, một cỗ cường đại uy thế phô thiên cái địa cuốn tới, thiên địa đều trong nháy mắt biến sắc. Đại đế hậu kỳ, đây là Hoàng Vô Cương tùy tùng lãnh diện. Đám người trong lòng giật mình, nhận ra hắc bào thanh niên, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lãnh diện, có thể là có tiếng lãnh huyết vô tình, bắt đầu giết người hung mãnh dị thường. Cũng chính bởi vì một cái vốn liền lãnh huyết vô tình người, vậy mà nói Tiêu Phàm ra tay quá ác, mọi người mới minh bạch, lãnh diện sợ là muốn tìm Tiêu Phàm phiền toái. Rất nhiều người càng là đồng tình nhìn xem Tiêu Phàm, Hoàng Vô Cương chuẩn bị cho Cung Tử Long ra mặt, Tiêu Phàm sợ là phiền toái. Có lẽ căn bản không cần Hoàng Vô Cương tự mình động thủ, cho dù là hắn một cái tùy tùng, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn là đối thủ. Tiêu Phàm nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra lãnh diện trên người huyết sát chi khí, không biết giết bao nhiêu người, dạng người này vậy mà nói bản thân ra tay quá ác, nhất định chính là buồn cười. Công tử xem ở cùng là man hoang cổ cương tu sĩ phân thượng, có thể cho ngươi một cái cơ hội, miễn là ngươi thần phục công tử, việc này đến đây thì thôi, cung gia cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Hắc bào thanh niên lãnh diện một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, tựa như để Tiêu Phàm thần phục. Cũng là đối Tiêu Phàm lớn nhất bố thí một dạng. Muốn động thủ cũng nhanh chút, đừng mù so tài một chút. Tiêu Phàm lười nhác nói nhảm với hắn, trực tiếp mở miệng nói. Những người này rõ ràng chính là đến tìm phiền toái, Tiêu Phàm chỗ nào cần phải khách khí với hắn. Năm đại thánh tử không tầm thường sao, thật muốn chọc giận tiểu gia một dạng cho hắn làm thịt. Đám người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, tất cả đều hít một hơi lạnh. Trong lòng bỗng nhiên rung rung, cái này Tiêu Phàm thật đúng là không biết sống chết a, dám như vậy cùng lãnh diện nói chuyện. Ngươi muốn chết sao? Lãnh diện không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế tùy tiện, trên người lập tức bộc phát ra khí thế ngút trời, bốn phía hư không đều trở nên hắc ám lên. Liền bằng ngươi cũng xứng sao?
Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Nói xong, bên người Nam Cung Tiêu Tiêu, Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất ba người tất cả đều bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, dưới chân Thiên Cổ Hoang Bằng cũng kêu to một tiếng, làm xong động thủ chuẩn bị. Lãnh Diệt, bọn họ muốn theo ngươi động thủ đây, cũng đừng ném công tử mặt. Hoàng Vô Cương bên người một cái khác thanh niên mặc kim bào cười to nói, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Giải quyết bọn họ mà thôi, 10 cái hô hấp. Lãnh Diện lạnh rên một tiếng, khá là không phục nói. 10 cái hô hấp, đám người con ngươi co rụt lại, tất cả đều bị Lãnh Diện lời nói hù dọa. 10 cái hô hấp liền có thể giải quyết Tiêu Phàm 4 người bọn họ một thú, thực lực như vậy, cũng quá biến thái đi, phải biết, Tiêu Phàm dù sao cũng là xông qua bách sát tuyệt trận người A. Bất quá đám người rất nhanh liền bình thường trở lại, Tiêu Phàm ở thần vương cảnh bên trong cường đại, bây giờ đột phá đại đế cảnh. Có thể chưa hẳn vẫn như cũ cường đại như thế. 10 cái hô hấp, Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ cười một tiếng, tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười một dạng. 10 cái hô hấp liền có thể giải quyết chúng ta. Quan Tiểu Thất cũng nhìn không được cười lên, nhìn về phía Lãnh Diện ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái đồ đần. Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên càng là lắc đầu không nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Lãnh Diện một cái. Một cái liền thực lực bản thân đều không thấy rõ người, lại bằng đáng giá gì bọn họ nghiêm túc đối phó đây. Lão Tam, ta đi phế đi hắn. Tam ca, giao cho ta a. Điện chủ, không cần làm phiền ngươi tự mình động thủ. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên đều chủ động xin đi giết giặc. Theo bọn hắn nghĩ, một cái đại đế cảnh hậu kỳ thiên tài, cũng căn bản không xứng Tiêu Phàm động thủ. Không, Tiêu Phàm cười lắc đầu. Nói, rất lâu không đụng tới thiểu năng trí tuệ, ta sợ sự chống cự của các ngươi lực quá thấp, nhận ảnh hưởng của hắn, nếu là lây bệnh cũng không tốt, cho nên vẫn là ta tới đi. Nói xong, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, hướng về Lãnh Diện bay đi. Thiểu năng trí tuệ, đám người vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, không khỏi thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Rất nhiều người trong lòng thầm than Tiêu Phàm quả nhiên bá đạo cường thế, đối mặt Hoang Vô Cương người. Lại còn dám mở miệng trào phúng, cái này cỡ nào lớn tâm a. Lãnh Diện nghe được lời nói của Tiêu Phàm, sắc mặt càng trở nên tái nhợt hết sức, sau lưng thế giới chi lực phun trào, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong. Tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Lãnh Diện sát khí nặng nề, giận dữ hét. Động thủ đi, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nói, ngươi yên tâm, con người của ta tương đối yêu mến thiểu năng trí tuệ. Chết, Lãnh Diện cũng nhìn không được nữa, một tiếng quát lớn, một trường hướng về Tiêu Phàm nộ oanh mà đến. Theo Lãnh Diện gầm thét, bốn phía thế giới chi lực điên cuồng phun trào, nghiền ép lấy không gian, hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đến. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tựa như đặt mình vào bóng đêm vô tận bên trong, có một loại cực kỳ quỷ dị mà bá đạo lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, thân thể có loại bị khống chế cảm giác. Thế giới hắc ám lực lượng sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lãnh Diện công kích liền đến phụ cận, bá đạo nắm đấm tản ra hủy diệt tính năng lượng ba động. Tiêu Phàm thấy thế, lấy tay vung lên, từng đạo thần văn từ trên người hắn bộc phát ra, mạnh mẽ trong bóng đêm mở ra một cái kỳ lạ không gian, đem tất cả thế giới hắc ám lực lượng đều khu trừ bên ngoài. Tuy nói Tiêu Phàm bây giờ cũng là đại đế cảnh, có thể điều động thế giới chi lực chiến đấu, nhưng hắn cũng không có sử dụng. Nói câu khó nghe, Lãnh Diện chỉ là Hoang Vô Cương một cái thuộc hạ mà thôi, còn căn bản không xứng hắn sử dụng thế giới chi lực, nếu là sử dụng thế giới chi lực, Tiêu Phàm sợ không cẩn thận liền giết hắn. Lãnh Diện nhìn thấy thế giới chi lực của chính mình vậy mà không làm gì được Tiêu Phàm, trong lòng hơi kinh hãi. Phải biết, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, nếu là không có tu luyện cổ pháp cùng cổ thuật, thế giới chi lực chính là bọn họ cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng hắn cường đại nhất thủ đoạn, ở trước mặt Tiêu Phàm lại giống như không có gì, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc đây. Bất quá rất nhanh, Lãnh Diện liền khôi phục bình tĩnh, lần nữa thôi động thể nội thần lực, điều động thế giới chi lực, một quyền hung hăng đập rơi xuống. Coi như thế giới chi lực không làm gì được Tiêu Phàm, nhưng bây giờ lại là hắn một kích chí mạng, một kích này nếu là đánh chúng bình thường đại đế cảnh đỉnh phong, cũng có thể tất sát. Huống chi Tiêu Phàm chỉ là một đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ đây. Nhưng mà, Tiêu Phàm đối mặt hắn cái kia nổ tính nắm đấm, chẳng những không có e ngại, ngược lại nở một nụ cười.
Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, Lãnh Diện thầm nói không tốt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an. Thế nhưng là, hắn nghĩ thu hồi nắm đấm, đã không kịp mà đến. Chỉ thấy đối diện Tiêu Phàm, đột nhiên cũng đồng dạng một quyền tiến lên đón. Coi như ngươi lại làm sao thiên tài, cũng chỉ là đại đế cảnh trung kỳ mà thôi, không có khả năng so với ta mạnh hơn. Lãnh Diện trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm đưa cho chính mình động viên nói. Chính hắn cũng coi là cao cấp nhất thiên tài, bằng không mà nói, cũng không khả năng bị Hoang Vô Cương thu làm tùy tùng. Phải biết, lấy Hoang Vô Cương thực lực và địa vị, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể trở thành tùy tùng của hắn. Mắt thấy một quyền của mình sắp đập trúng Tiêu Phàm, Lãnh Diện trên mặt cũng nở một nụ cười. Nhưng mà, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, Lãnh Diện nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó thay vào đó là một loại sợ hãi, con người cũng đang run rẩy kịch liệt lấy, tựa như gặp được chuyện kinh khủng gì. À chỉ một thoáng, Lãnh Diện phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, quả đấm của hắn tại hư không nổ tung, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ cánh tay hắn truyền đến, lan tràn toàn thân. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lãnh Diện liền cảm giác nhục thân của mình bị chấn động thành bột phấn, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch máu, tất cả đều nổ tung, chỉ có ý thức coi như rõ ràng. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt còn đang hướng về hắn linh hồn lan tràn. Công tử, cứu ta! Lãnh Diện dùng hết lực khí toàn thân gào thét, vừa dứt lời, hắn linh hồn liền bị cỗ lực lượng kia yên diệt. Làm nhục thân cùng linh hồn hóa thành bột mịn một sát na kia, hư không ẩn ẩn hiện ra một cái ma chảo, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Diệt ma ấn, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, giết chết Lãnh Diện, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Vừa rồi hắn thi triển thế nhưng là cổ thuật đồ ma tam ấn đệ nhất ấn, diệt ma ấn, hơn nữa còn thôi động vô tận chiến huyết, uy lực bạo tăng, ở đâu là đại đế cảnh hậu kỳ Lãnh Diện có thể ngăn cản. Phải biết, Tiêu Phàm nhục thân, có thể nói là đại đế cảnh bên trong sự tồn tại vô địch, cho dù là Hoang Vô Cương đám người, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hoang Vô Cương cùng hắn giao thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không e ngại, huống chi chỉ là hắn một cái thuộc hạ đây. Mấy tức về sau, cuồng bạo hư không chậm rãi bình tĩnh trở lại, làm mọi người thấy hư không bên trong Tiêu Phàm thân ảnh lúc, tất cả đều hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm cùng Lãnh Diện giao chiến, hiện tại Tiêu Phàm còn sống, cái kia Lãnh Diện đây. Lạnh, Lãnh Diện chết, một cái tu sĩ run rẩy kêu lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Đừng nói hắn không tin, ở đây đại bộ phận tu sĩ đều không tin, bọn họ cũng đều biết Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng cái này cũng mạnh quá biến thái. Nha, không phải mới vừa kêu gào 10 cái hô hấp bên trong diệt chúng ta sao, người đâu, sẽ không hù chạy à. Nam Cung Tiêu Tiêu ra vẻ kinh ngạc nói. Đoán chừng bị Tam Ca miểu sát, Quan Tiểu Thất thần bổ đao. Hai người mà nói, tựa như một chuôi đao nhọn cắm ở Hoang Vô Cương đám người ngực. Nhất là hắn những cái kia cấp dưới, tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, bọn họ khẽ động cũng không dám động. Lãnh Diện thực lực có lẽ không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối không phải yếu nhất, đáng thương Lãnh Diện đều chỉ có bị miểu sát phần, bọn họ những người này lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Không hổ là vượt qua truyền thuyết hoang cổ diệt thần kiếp người, vọt giai chiến đấu vậy mà cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đúng vậy a. Chúng ta đều quá xem thường Tiêu Phàm thực lực, dù là hắn chỉ là một cái bình thường địa vực tu sĩ, nhưng hắn vượt qua hoang cổ diệt thần kiếp lại là thực. Hoang Vô Cương xác thực rất mạnh, nhưng hắn đại đế kiếp cùng Tiêu Phàm so sánh, vẫn là quá yếu, đoán chừng cũng liền ở nội tình cùng cảnh giới phía trên so Tiêu Phàm mạnh mà thôi. Đám người rốt cục lấy lại tinh thần, giống như sôi trào nước sôi đồng dạng, nhao nhao nghị luận lên. Nguyên bản thần sắc hờ hững Hoang Vô Cương. Thời khắc này sắc mặt cũng rốt cục có biến hóa, ở ngay trước mặt hắn người giết hắn, nếu như hắn còn không có bất kỳ cái gì biểu thị, vậy hắn liền thật mất thể diện. Dám động ta người, người chán sống sao? Hoang Vô Cương lạnh giọng nói, cuồng bạo sát khí giống như thủy triều phóng tới Tiêu Phàm. Cùng Lãnh Diện khí thế so sánh, Hoang Vô Cương thực lực lại là muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, hai người hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Dù là lấy Tiêu Phàm thực lực, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, Hoang Vô Cương dù sao là số một số hai thiên tài, ở trong nhân tộc cũng coi là được xếp hạng hào nhân vật. Bất quá,
đó cũng không phải Tiêu Phàm e ngại lý do của hắn, hắn thực lực có lẽ không đủ để đối kháng Hoang Vô Cương, nhưng lá bài tẩy của hắn cũng không ít. Ở đâu ra chó sủa? Lan, nhìn thấy cái kia hung mãnh khí thế nghiền ép mà tới, Tiêu Phàm bạo hống một tiếng, ẩn chứa sát đạo chi âm, mình mông năng lượng ba động hóa thành vô số lợi kiếm nghịch tập mà lên. Lợi kiếm ở chạm đến Hoang Vô Cương sát khí thời khắc, giống như thủy hỏa va chạm, sinh ra cự đại trùng kích sóng, toàn bộ hư không đều kém chút xé rách. Còn sót lại năng lượng càng là phóng tới vô trần thiên khuyết phía trên trận pháp màn sáng, để màn sáng đều bắt đầu lay động mãnh liệt. Đám người trong lòng bỗng nhiên run rẩy, nhanh chóng hướng về bốn phía chạy trốn đi. Giết bọn hắn, Hoang Vô Cương mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra một câu, hắn hiển nhiên đã thật sự quyết tâm, không muốn buông tha Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cùng một chỗ người đều không muốn buông tha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.